Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 77. Tiểu thất nói, không còn cách nào khác, ngươi nhất định phải đột phá, nếu ngươi đột phá, cộng thêm những con bài kia của ngươi thì có lẽ có thể đánh với hắn một trận. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, hắn ngồi xếp bằng, sau đó tập trung hấp thu những sức lực trong cơ thể mình. Ba người tiểu thất đứng chắn trước mặt Diệp Huyên. Ở phía xa, Trần Thiên nhìn ba người tiểu thất, ba người các ngươi không tệ. Nếu nguyện ý thì có thể theo ta đến Vạn Duy học phủ của Vũ Trụ Ngũ Duy học tập. Nói rồi hắn ta khẽ cười, các người có thể không biết tiến vào Vạn Duy học phủ là thế nào, có nghĩ là các ngươi. Đột nhiên Mạc Tà hỏi, người có bạn bè không? Trần Thiên nhìn Mạc Tà, đương nhiên có. Mạc Tà cười nói, người sẽ bán đứng bạn bè sao? Trần Thiên ngẫm nghĩ sau đó cười nói, không. Mạc Tà khẽ cười, ta cũng không. Trần Thiên nhìn Mạc Tà, ngươi sẽ chết. Mạc Tà khẽ nói, bạn bè thật sự thì có thể cùng sống cùng chết. Trần Thiên nhìn Mạc Tà một lúc lâu, gật đầu, ngươi rất nghĩa khí, thế nhưng ta muốn xem thử xem, rốt cuộc ngươi có thật sự là nghĩa khí. Dứt lời, đột nhiên hắn ta biến mất, khi xuất hiện lại thì đã ở trước mặt Mạc Tà chưa kịp phản ứng thì tay Trần Thiên đã siết chặt cổ hắn ta. Đúng lúc này, một thanh kiếm đã dừng lại phía sau Trần Thiên. Khoảnh khắc khi Trần Thiên ra tay, tiểu thất đã xuất kiếm rồi. Thế nhưng, nàng ta vẫn chậm một bước. Phân thân này so với phân thân lúc trước còn mạnh hơn rất nhiều. Trần Thiên nhìn Mạc Tà trong tay, hắn ta bắt đầu dùng lực, ngay sau đó, thân thể Mạc Tà lập tức đã trở nên huyền ảo. Trần Thiên cười nói, ngươi nên biết, ta thật sự sẽ giết ngươi, chứ không phải đang đùa với ngươi. Nhưng ta vẫn muốn cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi gật đầu. Đồng ý cùng ta đi ngũ duy thì ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Mạc Tà nhìn Trần Thiên, cười nói, ta muốn đi ngũ duy xem thử, nhưng ta không muốn quỷ để được xem. Tay Trần Thiên từ từ dùng lực, một luồng sức lực thần bí đột nhiên xông vào bên trong thân thể Mạc Tà. A! À, đột nhiên Mạc Tà ngẩng đầu giống lên, hai mắt hắn ta lúc này lập tức nổ tung, không chỉ vậy, xương cốt cả người hắn lúc này cũng bắt đầu vỡ nứt. Lúc này, tiểu thất không còn chần chừ, trực tiếp chém một kiếm về phía Trần Thiên. Trần Thiên cũng chẳng buồn quay đầu, trở tay vung qua. Ầm. Một luồng sức mạnh kinh người thoáng chốc đã đẩy lùi tiểu thất, mà lúc này, một thanh trường đao bỗng chốc đâm xuống đỉnh đầu hắn ta. Trần Thiên khẽ đạp chân phải. Ầm. Không gian trên đầu hắn ta đột nhiên sụp đổ, luồng sức lực kia lập tức thổi bay An Lan Tú. Trần Thiên tiếp tục nhìn Mạc Tà, người sống, không dễ dàng gì, nhất là loại thiên tài như các ngươi, đi đến được như hôm nay lại càng không dễ dàng gì. Ngươi phải nghĩ cho kỹ, vì một thứ gọi là huynh đệ mà hy sinh tính mạng mình vô ích như vậy, có đáng sao? Mạc Tà siết chặt hai tay, mặt mũi hắn ta nhăn nhó, trên trán đều nổi cả gân xanh, vô cùng hung tợn. Đau đớn. Lúc này hắn ta đang phải chịu đựng tra tấn mà người thương không thể nào chịu đựng nổi. Trần Thiên nhìn Mạc Tà chằm chằm, chỉ cần một câu của ngươi là có thể sống, không những có thể sống mà còn sống tốt hơn nữa. Đột nhiên Mạc Tà gào lớn, Diệp huynh, chăm sóc người trong tộc ta. Dứt lời, thân thể hắn ta đột nhiên bùng cháy. Thiêu đốt hồn phách tự bảo. Trần Thiên khẽ nheo hai mắt, mà lúc này, ở bên cạnh chợt vang lên âm thanh, thả hắn ra. Trần Thiên quay đầu nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, Diệp Huyên nhìn Trần Thiên chằm chằm. Hắn mở lòng bàn tay, tháp giới ngục đã xuất hiện trong tay, thả hắn ra, cái này đưa cho ngươi. Trần Thiên cười nói, ngươi không đưa, ta cũng có thể lấy. Diệp Huyên nói, ngươi nên biết là nó đã nhận ta làm chủ, nếu huynh đệ ta chết thì ta sẽ làm nó nổ tung, ta nói được làm được. Trần Thiên nhìn Diệp Huyên, hắn ta không nói gì. Mà lúc này, Mạc Tà đã hoàn toàn bốc cháy, nhiều nhất chỉ trong vài giây nữa, hắn ta sẽ hoàn toàn tan biến. Đột nhiên Diệp Huyên giống lên, tháp giới ngục xuất hiện giữa trán hắn, ngay sau đó tháp giới ngục lập tức rung lên. Thấy vậy, Diệp Huyên khẽ nheo hai mắt, tay phải hắn ta khẽ dùng lực, một luồng sức lực lập tức đánh tan ngọn lửa quanh người Mạc Tà. Thế nhưng vẫn chậm một bước, lúc này, thân thể Mạc Tà đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại linh hồn, hơn nữa, linh hồn này vô cùng mờ ảo, tựa như có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Trần Thiên nhìn Diệp Huyên, đưa cho ta. Diệp Huyên nhìn Trần Thiên chằm chằm,
hắn khẽ điểm ngón tay, tháp giới ngục lập tức bay đến trước mặt Trần Thiên. Trần Thiên thả lỏng tay, ngay khi hắn ta thả Mạc Tà, con người hắn ta chợt dao động, chỉ nhìn thấy Diệp Huyên trước mắt đột nhiên giống lên, chó giả, huynh đệ ta mà ngươi có thể động vào sao? Vừa dứt lời, một luồng kiếm khí chợt bay ra từ trong tay hắn. Lại là kiếm khí kia. Vốn Diệp Huyên không muốn dùng những luồng kiếm khí này, bởi vì đây thật sự là con bài cuối cùng của hắn rồi. Hắn muốn giữ lại vào lúc quan trọng nhất để dùng, nhưng lúc này, nhìn thấy thân thể Mạc Tà bị phá hủy, hắn cũng không còn suy nghĩ gì nữa rồi. Thấy vậy, sắc mặt Trần Thiên thay đổi hẳn, hắn ta điên cuồng lùi lại, thế nhưng, tốc độ kiếm khí kia nhanh hơn, thoáng chốc đã xuyên qua trán hắn ta. Bù! Thoáng chốc cơ thể Trần Thiên đã trở nên hư ảo. Trần Thiên nhìn Diệp Huyên, hắn ta đang định nói thì lúc này, một thanh kiếm đột nhiên bay ra từ trong tay Diệp Huyên, thanh phi kiếm này bay đến chém vào cổ họng Trần Thiên. Trần Thiên lập tức tan biến. Mà lúc này, khóe miệng Diệp Huyên đã có máu chảy ra. Vừa nãy, vốn dĩ là thời khắc quan trọng, nhưng nhìn thấy Mạc Tà suýt nữa đã bị ép đến mức thiêu hồn tự bạo, hắn không thể không buộc phải dừng lại, mà bây giờ hắn bắt đầu bị hấp thụ ngược lại. Diệp Huyên không quan tâm đến thân thể mình, hắn nhìn Mạc Tà, lúc này thân thể Mạc Tà đã hoàn toàn hư ảo, tạ như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Lúc này, âm thanh của tiểu hồn chợt vang lên, tiểu chủ, ta có thể cứu được hắn. Diệp Huyên vội nói, mau lên. Nói rồi, hắn vội lấy kiếm trấn hồn ra, tiểu hồn lập tức hấp thụ Mạc Tà vào trong kiếm. Tiểu hồn nói, linh hồn hắn vô cùng yếu, phải mất một khoảng thời gian mới có thể khôi phục được. Trong lòng Diệp Huyên nhẹ nhõm, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, Mạc Huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ đưa ngươi đến ngũ duy, chúng ta cùng nhau đến ngũ duy làm loạn. Nói xong, hắn lập tức ngồi xếp bằng. Đột phá! Hắn nhất định phải mau chóng đột phá, vì hắn biết mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc. Mọi người trong sân biết chuyện vẫn chưa kết thúc, bởi vì tuy vách tường ngũ duy kia đã bị phá hủy, nhưng trong tầm mắt của bọn họ thì vẫn là một vùng tối mù. Trong không gian tối tăm đó, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng sức lực mạnh mẽ. Sức lực đến từ ngũ duy. An Lan Tú và Tiểu Thất đi đến bên cạnh Diệp Uyên, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn sâu thẳm tinh không trên đầu, khẽ nói có lẽ vách tường ngũ duy kia cũng không phải chuyện xấu. Vũ trụ tứ duy so với vũ trụ ngũ duy, đương nhiên là yếu hơn rất nhiều. Dưới tình hình này, nếu hai vũ trụ không có bất kỳ cấm chế nào thì vũ trụ tứ duy thật sự sẽ bị xâm lược. Cũng giống như vừa nãy, nếu không có kiếm quang kia của Diệp Huyên, thì e là vũ trụ tứ duy đã bị hủy hoại trong chốc lát rồi. Mà bây giờ, cấm chế đã không còn, vận mệnh vũ trụ tứ duy đều nằm trong suy nghĩ của cao thủ ngũ duy. Lúc này, cách đó không xa, một người đàn ông trung niên chợt lên tiếng, để ta đi thử xem. Nói rồi đột nhiên hắn ta phóng thẳng lên trời. Rõ ràng, hắn ta vẫn muốn đến ngũ duy, như vậy cũng thường tình. Dù sao bây giờ cấm chế đã bị phá bỏ, vũ trụ ngũ duy gần trong gang tấc, sao hắn ta không thể động tâm cho được. Thế nhưng, hắn ta còn chưa đến gần khu vực đó thì một luồng kiếm quang lập tức đã đánh mạnh vào trên người hắn ta. Thân thể người đàn ông trung niên lập tức hóa thành cho bụi. Thấy vậy, sắc mặt mọi người thoáng chốc trở nên u ám. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người của vũ trụ ngũ duy này không muốn cao thủ vũ trụ tứ duy đi lên. Mọi người nhìn Diệp Huyên, hơi thở quanh người Diệp Huyên càng lúc càng lớn mạnh, đã sắp đột phá. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta liếc nhìn mọi người trong sân, sau đó ngẩng đầu nhìn nơi tinh không sâu thẳm, khẽ nhíu mày. Một lúc sau, Liên Thiển nhìn sang Diệp Huyên, nàng ta cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, trầm mặc không nói. Lúc đó, Tiểu Thất đi đến bên cạnh Liên Thiển, khẽ nói, thế nào? Liên Thiển lắc đầu, vốn dĩ, ta hy vọng hắn trở nên mạnh mẽ hơn một chút rồi đến ngũ duy, đáng tiếc, ta không nghĩ đến người bên trên lại không cho hắn một cơ hội nào. Nói rồi, nàng ta lại lắc đầu, hắn không sống được, có thể nói, bây giờ hắn đã là kẻ địch của ngũ duy. Người của tứ duy, chỉ biết tháp nhỏ này có thể đến ngũ duy, bọn họ không biết tác dụng thật sự của tháp này. Mà người của ngũ duy, bọn họ biết tác dụng thực sự của tháp này, bọn họ sẽ vì tháp này mà không màng đến tính mạng. Tiểu Thất im lặng. Lúc này,
Liên Thiển lại nói, nếu ta đoán không nhầm thì có thể bọn họ đã muốn ra tay với cô gái váy trắng kia rồi. Bởi vì lần này, cao thủ của Vạn Duy học phủ, không một ai đến. Bọn họ nhất định là muốn đối phó với cô gái váy trắng kia. Nhằm vào cô gái váy trắng. Tại sao cường giả vũ trụ ngũ duy mãi không lấy được tháp giới ngục? Nguyên nhân cơ bản là vì cô gái váy trắng, nàng ấy vẫn luôn ngăn cản cường giả của vũ trụ ngũ duy. Nếu không có nàng ấy, Diệp Huyên hoàn toàn không thể sống đến bây giờ. Có thể nói cô gái váy trắng mới là kẻ địch lớn nhất của họ. Chính họ cũng biết rõ nữ nhân này không dễ giết, bởi vì họ đã từng thất bại. Liên Thiển vẫn giữ vẻ mặt u ám. Đám người tiểu thất không hề biết gì về tình hình của vũ trụ ngũ duy, những người ở đó không phải người mà những kẻ ở vũ trụ tứ duy có thể so sánh. Đặc biệt là học phủ Vạn Duy. Có thể nói học phủ Vạn Duy là thế lực mạnh nhất vũ trụ ngũ duy trước đây. Tất nhiên, học tử của học phủ Vạn Duy đều là những học tử chưa bao giờ nhúng tay vào các cuộc tranh chấp đời thường. Chính vì vậy, địa vị của học phủ Vạn Duy ở vũ trụ ngũ duy vô cùng cao. Nàng ta biết cô gái váy trắng rất mạnh, nhưng học phủ Vạn Duy cũng không yếu. Đặc biệt là Trần Thiên và nữ phu tử kia, thực lực của hai người này chỉ có thể miêu tả bằng cụm sâu không lường được. Liên Thiển nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt lo lắng. Đương nhiên nàng ta không hy vọng Diệp Huyên gặp nguy hiểm. Mục tiêu của nàng ta là tìm chủ nhân, mà tháp giới ngục là thứ quan trọng trong công cuộc tìm kiếm này. Nếu nó rơi vào tay Trần Thiên, liệu hắn ta có đi tìm chủ nhân? Nếu là cách đây rất lâu thì có thể có, nhưng bây giờ nàng ta biết Trần Thiên chắc chắn sẽ không làm thế, bởi vì lợi ích rất cám dỗ. Trần Thiên hiện đang là chủ nhân của học phủ Vạn Duy. Hắn ta sẽ không đi tìm chủ nhân. Hơn nữa, một khi tháp giới ngục rơi vào tay hắn ta, tỉ muội các nàng sẽ bị nhốt vào tháp một lần nữa. Bởi vì Trần Thiên nhất định sẽ không từ bỏ những đạo tắc như các nàng. Nếu các nàng tập hợp lại, uy lực đó sẽ vô cùng khủng khiếp. Phải biết rằng năm đó tỉ muội các nàng từng hợp sức với tháp giới ngục, đánh một trận với ba vị kiếm tu kia. Tuy thua trận nhưng không phải do các nàng và tháp giới ngục yếu. Mà do ba vị kiếm tu kia quá mạnh. Do đó, một khi tháp giới ngục rơi vào tay Trần Thiên, các nàng khó có thể thoát khỏi số phận bị khống chế. Trước đây theo tiên tri, người ấy chưa bao giờ đối xử với các nàng như thuộc hạ, nhưng nếu rơi vào tay Trần Thiên. Nghĩ tới đây, Liên Thiển xòe tay ra, tháp giới ngục đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng ta. Liên Thiển nhìn Diệp Huyên bên cạnh mình, ta sẽ kéo dài thời gian cho ngươi, không nhiều. Có lẽ chỉ 2-3 tháng. Dứt lời, Liên Thiển biến thành một tia sáng trắng phóng thẳng lên trời, nàng ta đi đến trước một vùng đen. Nhìn vùng đen trước mặt, Liên Thiển nhìn tháp giới ngục trong tay, hai mắt chậm rãi nhắm lại, không phải ngươi vẫn luôn tò mò ta là đạo tắc gì sao? Ở phía dưới, Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn Liên Thiển. Khóe miệng Liên Thiển khẽ nhếch lên, ngươi sẽ được biết ngay bây giờ. Dứt lời. Nàng ta mở bừng mắt ra, nhân danh tháp, phong. Tháp giới ngục trong tay nàng ta run rẩy kịch liệt, ngay sau đó trong cơ thể Liên Thiển có vô số phù văn màu vàng bay ra, chúng bay về phía vùng đen như những con bướm. Sau giây lát, những phù văn màu vàng này tạo thành một chữ vạn. Đúng lúc này, một bàn tay khổng lồ hạ xuống vùng đen, nó đè thẳng vào chữ vạn. Chữ vạn run lên nhưng không nứt ra, ngược lại bàn tay khổng lồ nổ tung. Nhưng sau nó, bất chợt có thêm một bàn tay khổng lồ khác xuất hiện. Ở phía dưới, Liên Thiển chậm rãi nhắm mắt lại, phong thiên địa. Dứt lời, nàng ta đột nhiên mở mắt ra, một chùm ánh sáng vàng từ trong cơ thể nàng ta phóng thẳng lên trời. Chùm sáng vàng này chiếu vào chữ vạn run rẩy kịch liệt một hồi rồi in vào vùng đen. Ầm ầm, vùng đen trở nên sôi trào, từng nguồn lực lượng mạnh mẽ đánh liên tục vào chữ vạn. Bên dưới, Liên Thiển thả lỏng bàn tay, tháp giới ngục chấn động, tiếp đó có một lực lượng mạnh mẽ từ tháp giới ngục phóng lên trời. Lực lượng này tràn vào trong chữ vạn, sau nháy mắt, vùng đen bình tĩnh trở lại. Lúc này Liên Thiển từ trên không trung hạ xuống, tiểu thất xuất hiện sau lưng nàng ta. Tay phải tiểu thất nắm Liên Thiển, tay trái đỡ lấy tháp giới ngục. Liên Thiển nhìn vùng đen bị phong ấn, nhẹ giọng nói, tạm thời phong ấn, nhưng không kéo dài được lâu. Bởi vì cấm chế mà chủ nhân từng để lại đã bị họ giải trừ. Lúc này Diệp Huyên xuất hiện bên cạnh Liên Thiển,
nàng ta nhìn Diệp Huyên, đột phá rồi à? Diệp Huyên lắc đầu. Hiện tại hắn là mệnh cảnh, lên nữa là phá mệnh. Muốn lên được phá mệnh vẫn cần dựa vào ngộ. Đương nhiên việc này không khó đối với hắn, chẳng qua phải cần chút thời gian mà thôi. Diệp Huyên hỏi, người là đạo tắc loại phong ấn đúng không? Liên Thiển gật đầu, trước đây khi chủ nhân nghiên cứu thuật phong ấn của thế gian, người đã tạo ra ta. Nói xong, nàng ta đưa mắt nhìn vùng đen bị phong ấn, thời gian của ngươi không nhiều, tối đa là 2 tháng. 2 tháng? Diệp Huyên không đáp. Hắn đã chứng kiến thực lực của cao thủ vũ trụ ngũ duy. Hắn biết một khi phong ấn giải trừ, hắn sẽ gặp nhiều cao thủ vũ trụ ngũ duy hơn. Nhưng thực lực của hắn hiện giờ vẫn chưa đủ để chống lại những kẻ mạnh này. Gần 2 tháng. Diệp Huyên trả lời, 2 tháng đủ rồi. Hắn nhìn Liên Thiển, người không sao chứ? Liên Thiển đáp, hơi yếu, dưỡng sức một thời gian là được. Diệp Huyên gật đầu, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Nói xong, hắn thu Liên Thiển vào tháp giới ngục. Nhìn tháp giới ngục trong tay, Diệp Huyên lẩm bẩm, huynh đệ, người có ai giúp không? Kiểu rất mạnh ấy, nếu có thì gọi vài người đến đi. Tháp giới ngục run rẩy như đang nói gì đó. Diệp Huyên lắc đầu cười, hắn biết tháp giới ngục có ý gì, nó bảo hắn đi tìm cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn tinh không ở phía xa, trong mắt có chút lo lắng. Cô gái váy trắng. Hắn cũng đã nghe thấy lời Liên Thiển nói trước đó. Lần này người đến tìm hắn chỉ có Trần Thiên, hơn nữa chỉ là phân thân. Không phải bản thể. Học phủ vạn duy gì kia không thể chỉ có một cao thủ là Trần Thiên, và lại bản thể của hắn ta đang ở đâu? Các cao thủ của học phủ vạn duy đang ở đâu? Nghĩ tới đây, Diệp Huyên càng lo lắng hơn. Nếu những người này cùng nhau nhằm vào cô gái váy trắng, nàng ấy có thể đấu lại không? Trước đây, người mà cô gái váy trắng đối đầu toàn là người của vũ trụ tứ duy, nhưng giờ đây đổi thành người đến từ ngũ duy. Một lát sau, Diệp Huyên lắc đầu, thật ra hắn nên lo lắng về bản thân mình hơn. So với cô gái váy trắng, hắn mới là người yếu thật sự. Diệp Huyên ngừng suy nghĩ, nhìn về phía đám người Sơn Quỷ đạo nhân cách đó không xa, các vị tiền bối, vùng này đã bị bạn của ta phong ấn tạm thời không thể đến ngũ duy. Các vị đừng đi thử, vì bây giờ có vẻ như ngũ duy cũng không chào đón chúng ta cho lắm. Sơn Quỷ đạo nhân gật đầu, ngũ duy quả thật không được thân thiện. Diệp Huyên cười khổ, có thể là do ta làm liên lụy đến các vị. Sơn Quỷ đạo nhân lắc đầu, tiểu hữu đừng nói vậy, chúng ta sống tới từng tuổi này thì cũng biết rõ quy tắc của thế giới này. Trong mắt những kẻ vũ trụ ngũ duy, có lẽ chúng ta đều là những kẻ man dợ ở nông thôn, họ sẽ không tôn trọng chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cũng không có thực lực để người ta tôn trọng. Ông ta nói tới đây thì tạm dừng, sau đó nói tiếp, thật ra lão phu đang nghĩ. Rốt cuộc việc chúng ta muốn đến ngũ duy là đúng hay sai? Nghe vậy, đám người Trần các lão đều im lặng. Vũ trụ ngũ duy, nơi mà họ từng ao ước đến, nhưng bây giờ họ đều hơi ngờ vực. Họ là người của vũ trụ tứ duy, vũ trụ ngũ duy sẽ không tiếp nhận họ. Hơn nữa, khi những người của vũ trụ ngũ duy đối mặt họ đều có thái độ cao cao tại thượng, nhưng họ không có cách nào khác. Ai bảo họ không mạnh bằng người ta? Lúc này, Trần các lão chợt lên tiếng, nhưng ở đó là cơ hội đột phá duy nhất và cũng là hy vọng duy nhất của chúng ta. Sơn Quỷ đạo nhân gật đầu, chúng ta đều đã đạt đến giới hạn của bản thân, muốn tiến thêm một bước chỉ có cách đến ngũ duy. Đến đó, chúng ta mới có thể có khởi đầu mới. Nói xong, ông ta cười khổ, nhưng người ta không chào đón chúng ta. Diệp Huyên hỏi, tại sao chúng ta phải cần họ chào đón? Mọi người nhìn về phía Diệp Huyên. Hắn cười nhẹ, vũ trụ ngũ duy đâu phải của họ, dựa vào đâu mà chúng ta không thể đi. Họ không cho chúng ta đến thì chúng ta đánh tới đó. Đánh tới đó. Sơn Quỷ đạo nhân trầm giọng, Diệp tiểu hữu, cậu nghiêm túc chứ? Diệp Huyên hỏi ngược lại, tiền bối, chúng ta còn lựa chọn nào khác ư? Không có, bởi vì chúng ta càng chạy theo họ, họ sẽ càng coi thường chúng ta. Trái lại, chúng ta chỉ có cách đánh họ. Đánh thắng họ mới có thể được họ tôn trọng. Tất nhiên, chúng ta cũng không cần sự tôn trọng của họ. Dù sao ta cũng phải đến ngũ duy, ta không có ý định vào đó bằng cách quỳ. Họ không cho ta vào, ta sẽ vào bằng cách giết người.
Ai cản ta, ta giết kẻ đó. Sau khi trải qua chuyện này, hắn hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ đến ngũ duy một cách hòa bình. Người ta không hề cho hắn vào vũ trụ ngũ duy theo cách hòa bình. Nếu không thể hòa bình thì đánh thôi. Sơn quỷ đạo nhân yên lặng một lát rồi bảo, Diệp Tiểu Hữu, những người như chúng ta cũng coi như không tệ ở vũ trụ tứ duy, nhưng nếu thực sự đối đầu với các cao thủ ngũ duy, có lẽ chúng ta không đủ khả năng. Chúng ta, nói tới đây, ông ta như nghĩ đến điều gì đó, bèn lắc đầu cười, cũng đúng, chúng ta đâu có lựa chọn. Nếu không thể vào theo cách hòa bình thì chỉ có thể vào bằng cách đánh, dù sao cũng không thể ở đây chờ chết được. Diệp Huyên gật đầu, các vị tiền bối, chúng ta còn gần 2 tháng nữa. Trong 2 tháng này, mọi người có thể xử lý việc riêng của mình. Sơn quỷ đạo nhân gật đầu, ta đi gặp mấy ông bạn cũ của ta, mong là có thể kêu gọi nhiều người hơn. Diệp Huyên cười, vậy thì rất tốt. Một lát sau, mọi người giải tán. Gần 2 tháng, thực sự không nhiều. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn vùng tinh không bị phong ấn, sau đó quay lưng rời đi. Việc hắn cần làm bây giờ không phải là nâng cao thực lực, mà là đi tìm người giúp đỡ. Vì dù hắn có đột phá đến đâu cũng không thể vô địch được. Tìm người giúp đỡ thôi. Chấm chấm chấm. Trong một vùng tinh không nào đó, một cô gái mặc váy trắng đang chậm chậm bước đi. Nàng ấy cứ đi một cách chậm rãi như thế, hai tay chắp sau lưng. Lúc này, nàng ấy đột nhiên dừng lại. Một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt nàng ấy không xa. Trần Thiên. Trần Thiên nhìn cô gái váy trắng, cười bảo, chuẩn bị cho cô một món quà lớn. Cô gái váy trắng khẽ gật đầu, thỉnh cầu các ngươi một việc. Trần Thiên hơi tò mò, việc gì? Cô gái váy trắng nhìn hắn ta, thỉnh cầu các ngươi mạnh hơn một chút. Xin các ngươi mạnh hơn một chút đi. Nghe thấy lời của cô gái váy trắng, nụ cười trên mặt Trần Thiên lập tức biến mất. Cô gái váy trắng tự cao, kiêu ngạo, khinh thường người khác, có lẽ đều có, nhưng trực giác nói với hắn ta, có lẽ người phụ nữ trước mắt mạnh hơn bọn họ đoán một chút. Đương nhiên lúc này hắn ta cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng được, cũng không cần thiết phải làm thế. Mấy năm nay, Trần Thiên hắn ta có sóng to gió lớn nào chưa từng gặp chứ? Sao có thể rút lui chỉ vì một câu nói của người phụ nữ trước mắt được? Đương nhiên hắn ta sẽ cẩn thận với cô gái váy trắng hơn. Lúc này, cô gái váy trắng chợt cất lời, bắt đầu phần thể hiện của ngươi đi. Trần Thiên nhìn cô gái váy trắng, vẻ mặt nàng rất bình tĩnh, trong đôi mắt như nước mùa thu của nàng không có một chút dao động. Đây là một người rất đặc biệt. Trần Thiên cười khẽ, nói thật, cô khiến rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy ngạc nhiên, vì chúng ta không ngờ vũ trụ tứ duy lại có một cường giả như cô. Cô gái váy trắng nhìn Trần Thiên, là người của vũ trụ ngũ duy nên người rất có cảm giác hơn người à. Trần Thiên cười nói, không có, vì chúng ta chưa bao giờ lấy mình ra so sánh với tứ duy các cô. Nói đến đây, hắn ta im lặng một lát rồi mới nói tiếp, nói mới thấy, hình như chúng ta thật sự có chút cảm giác hơn người, nhưng điều này chẳng phải là bình thường sao. Cũng giống như khi các người đối mặt với chủng tộc lạc hậu hơn mình. Chẳng lẽ các ngươi không tự nhiên sinh ra cảm giác hơn người sao? Cô gái váy trắng nói, cảm giác hơn người vốn là tự ti. Tìm cảm giác chênh lệch từ người yếu hơn mình thì chỉ là đám vô dụng. Trần Thiên nhìn cô gái váy trắng, chẳng phải cô cũng đang tỏ vẻ hơn người trước mặt ta à? Thế nào, cô cũng tự ti, cũng vô dụng sao? Cô gái váy trắng hơi nhếch miệng, tỏ vẻ hơn người. Người nghĩ con người sẽ có cảm giác hơn người khi đối diện với một con kiến à? Nghe vậy, Trần Thiên híp mắt lại. Con kiến. Không ngờ cô gái váy trắng lại coi hắn ta là một con kiến. Trần Thiên cười. Cười hơi điên cuồng, cả đời này, chưa từng có ai nói ta yếu như một con kiến đâu, cô là người đầu tiên đấy. Cô gái váy trắng chậm rãi đi về phía Trần Thiên, nếu ngươi còn không bắt đầu biểu diễn thì ngươi sẽ mất luôn cơ hội biểu diễn này đấy. Trần Thiên nhìn cô gái váy trắng, cười nói, nào, để ta xem thử rốt cuộc cô mạnh đến mức nào. Dứt lời, hắn ta mở lòng bàn tay ra, một quyển sách cổ thật dày đột nhiên xuất hiện. Trần Thiên nhìn cô gái váy trắng, cười khẽ, các hạ có dám vào trong quyển sách này đánh một trận với ta không? Cô gái váy trắng nhìn quyển sách cổ kia, tên sách là Thư Giới. Cô gái váy trắng gật đầu, được. Nói xong,
nàng lập tức biến thành một tia kiếm quang đi vào trong quyển sách. Thư giới. Trần Thiên cười khẽ, sau đó cũng tiến vào thư giới kia. Cô gái váy trắng xuất hiện trong một phòng sách rộng lớn, xung quanh là tủ sách dày đặc, không nhìn thấy điểm cuối. Lúc này, Trần Thiên xuất hiện trước mặt cô gái váy trắng, hắn ta nhìn nàng, cười nói, thư giới, lấy sách làm ranh giới, đây là thứ năm đó thầy ta tạo ra, có thể sử dụng sách áp chế cảnh giới của đối phương, hơn nữa ở nơi này, bất cứ thần thông đạo tắc gì cũng đều không thể sử dụng. Dứt lời, sách trên các kệ sách ở xung quanh đột nhiên tự mở ra, những dòng chữ bay thẳng tới trên đầu cô gái váy trắng, sau đó, một lực lượng thần bí bao phủ lấy người nàng. Áp chế cảnh giới. Nhưng vẻ mặt của cô gái váy trắng lại vô cùng bình tĩnh. Cảnh giới. Đó là một quy tắc nàng từng đặt ra, mà nàng đã sớm không ở trong quy tắc đó nữa rồi. Nói một cách đơn giản là nàng đã vượt khỏi phạm vi cảnh giới này rồi. Lúc này, bốn ông lão đột nhiên xuất hiện ở xung quanh cô gái váy trắng. Bốn ông lão đều mặc áo bào trắng, trong tay ai cũng ôm một quyển sách cổ dày màu đen, bốn người nhìn chằm chằm cô gái váy trắng, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Một lát sau, quyển sách cổ màu đen trong tay bọn họ đột nhiên mở ra, những chữ cái màu đỏ bay ra từ trong sách, những chữ này tựa như bốn sợi dây tập trung về phía cô gái váy trắng. Trong những chữ viết này đều chứa đựng lực lượng vô cùng mạnh mẽ, có thể nói nếu những chữ viết này xuất hiện ở bên ngoài sẽ có thể tùy ý hủy diệt một vùng tinh không. Mà lúc này, những chữ viết này còn đang vô cùng vô tận. Lần này, học phủ Vạn Duy nghiêm túc rồi. Bọn họ cũng không dám không nghiêm túc, dù sao trước đó bọn họ đã từng thất bại rồi, vì thế bọn họ rất cẩn thận với cô gái váy trắng. Có điều những chữ này đều dừng lại ở chỗ cách cô gái váy trắng nửa trượng. Thấy cảnh này, Trần Thiên ở cách đó không xa lập tức híp mặt lại, sắc mặt bốn ông lão kia cũng trở nên càng nặng nề hơn. Lúc này, Trần Thiên đột nhiên lên tiếng, giết. Hắn ta vừa dứt lời, không gian xung quanh cô gái váy trắng lập tức nứt ra, sau đó, bốn sợi dây xích tạo thành từ vô số chữ đen phá không xuất hiện. Phần đầu của bốn sợi dây xích này có bốn con yêu thú mặt mũi vô cùng dữ tợn, những con yêu thú này chẳng khác nào chó sói. Răng nanh rất dài, đôi mắt đỏ như máu, như muốn cắn người khác đến nơi. Cô gái váy trắng nhìn bốn con yêu thú, lắc đầu, trong mắt khó giấu nổi sự thất vọng, các ngươi là đang làm phí thời gian của ta đấy. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng búng tay một cái. Một tia kiếm quang xuất hiện. Vèo 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 vèo. Bốn con yêu thú kia lập tức dừng lại, ngay sau đó, nó lập tức trở nên mờ đi rồi biến mất. Cùng lúc đó, bốn ông lão cũng trợn to hai mắt, trong mắt bọn họ là vẻ sợ hãi, mà cổ họng của bọn họ còn xuất hiện một vết kiếm không biết là từ bao giờ. Giết chết trong nháy mắt. Cách đó không xa, Trần Thiên nhìn chằm chằm cô gái váy trắng, lúc này, hai tay hắn ta đã siết chặt. Cô gái váy trắng nhìn một vòng xung quanh, nhẹ giọng nói, cái gọi là thư giới này cũng coi được, ít nhất suy nghĩ của người tạo ra nó rất thú vị. Còn về uy lực, nói đến đây. Nàng nhìn về phía Trần Thiên, người muốn lấy thứ này giết ta, cho hỏi, người bị ngu à? Trần Thiên cười khẽ, đừng vội, vẫn còn đây. Dứt lời, hai tay hắn ta đột nhiên bấm pháp quyết, một lát sau, hắn quát to, diệt. Một kệ sách sau lưng Trần Thiên đổ xuống, sau đó, một chữ diệt màu đỏ bay ra, vào khoảnh khắc chữ diệt này xuất hiện, cả thư giới đều hơi run rẩy. Lực lượng quá mạnh mẽ. Cô gái váy trắng nhìn chữ diệt kia, lúc này, Trần Thiên đột nhiên quát lên, đi. Sau đó, chữ diệt kia lại chỉ rung lên mà không di chuyển. Trần Thiên sửng sốt. Có chuyện gì vậy? Lúc này, cô gái váy trắng ở cách đó không xa đột nhiên nói, đến đây. Chữ diệt do dự một lát, sau đó bay đến trước mắt cô gái váy trắng, nó còn đang run rẩy. Sợ hãi. Thấy cảnh này, tay của Trần Thiên cũng bắt đầu run. Cô gái váy trắng nhìn chữ diệt trước mặt, một chữ tu luyện ra linh hồn, hơn nữa còn là linh hồn hủy diệt cực đạo, cũng xem như hiếm có, ta tìm một chủ nhân khác cho ngươi, được chứ? Chữ diệt hơi run lên. Vẻ mặt cô gái váy trắng không chút cảm xúc, không đồng ý à? Chữ diệt đột nhiên run mạnh hơn. Cô gái váy trắng gật đầu, đồng ý thì tốt, ngoan ngoãn đi theo hắn, sau này ta sẽ cho ngươi một cơ duyên. Nói xong. Nàng ta thu lấy chữ diệt, sau đó nhìn về phía Trần Thiên, còn có bảo vật gì nữa không?
Trần Thiên nhìn chằm chằm cô gái váy trắng, vì sao? Cô gái váy trắng nói, đây là linh tự mà ngươi nói à? Trần Thiên đáp, phải. Cô gái váy trắng cười nói, nó thông minh hơn ngươi. Nói xong, nàng ta đột nhiên nhìn ra bên phải sau lưng Trần Thiên, nàng ta hơi nhíu mày, bấm tay một cái, một tia kiếm quang chém thẳng về phía kệ sách. Ầm. Một lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra từ chỗ kệ sách, sau đó, một chữ phá màu vàng bay ra. Cô gái váy trắng nhìn nó, ra lệnh, tới đây. Chữ phá kia hơi run rẩy, nhưng cũng không đi qua. Cô gái váy trắng hơi híp mắt, một tia kiếm quang bay ra từ trong mắt nàng, chữ phá ở cách đó không xa lập tức nứt ra, biến thành cho bụi. Thấy cảnh này, Trần Thiên tỏ vẻ khiếp sợ cô. Chữ diệt màu đỏ thẫm trong tay cô gái váy trắng run rẩy kịch liệt, vô cùng sợ hãi. Cô gái váy trắng nhìn về phía Trần Thiên, thân thể Trần Thiên dần trở nên hư ảo. Phân thân. Đây chỉ là phân thân của hắn ta, bản thể của hắn ta không tới đây, cũng không dám tới, vì bản thể của hắn ta vẫn cần tọa trấn học phủ Vạn Duy. Cô gái váy trắng đột nhiên cất lời, ban đầu, sinh tử tồn vong của vũ trụ tứ duy này vốn không liên quan gì đến ta, nhưng nếu ca ca của ta đã chọn cứu vũ trụ tứ duy, vậy thì... Nói đến đây, nàng đi đến trước mặt Trần Thiên, nhìn thẳng vào hắn ta, bắt đầu từ bây giờ, vũ trụ tứ duy này sẽ do ta bảo vệ. Trở về nói với người của ngũ duy, các ngươi cứ đến, ta mà ra hai kiếm thì xem như ta thua. Nói xong, nàng lập tức biến mất, cùng lúc đó, thư giới kia cũng biến mất luôn. Trần Thiên im lặng, thân thể hắn ta ngày càng trở nên hư ảo. Hắn ta biết bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của cô gái váy trắng rồi. Như thế lại có một vấn đề. Rốt cuộc nàng mạnh đến mức nào? Ngay cả thư giới thầy để lại cũng không làm gì được người phụ nữ này, rốt cuộc người phụ nữ này mạnh đến mức nào? Không có câu trả lời. Chẳng mấy chốc, Trần Thiên hoàn toàn biến mất. Trong tinh không, cô gái váy trắng nhìn thư giới thật dày trong tay mình, tìm đến hắn, đi theo hắn, sau này ta sẽ cho các ngươi một cơ duyên. Thư giới khẽ run lên, sau đó biến thành một tia hắc quang biến mất ở cuối chân trời. Nhìn quyển thư giới ở cuối tinh không, cô gái váy trắng im lặng một lát rồi xoay người rời đi. Nàng bước đi chậm rãi trong tinh không, bóng người ngày càng nhỏ dần, trông có hơi cô độc. Trong đình của một thư viện nào đó, một người đàn ông trung niên đột nhiên mở mắt ra. Trần Thiên. Không phải phân thân, mà là bản thể. Trần Thiên đứng dậy đi tới một bên, cúi đầu nhìn ao nước trước mặt, một lát sau, hắn ta cười khẽ cô cho rằng ta sợ sao. Ngay cả thầy năm đó cũng không dám nói mình vô địch, cô thì có thể chắc. Nói xong, hắn ta từ từ nhắm mắt lại, không phải cô muốn đấu ư. Vậy ta sẽ đấu với cô một trận, truyền lệnh xuống, truy nã Diệp Huyên. Vũ trụ tứ duy. Sau khi rời khỏi lưỡng giới thiên, Diệp Huyên trở về Bắc Cảnh. Đầu tiên, hắn đi tới Ma Kha tộc, bây giờ Ma Kha tộc đã rời vào trong Thiên Giang Thành. Trong Thiên Giang Thành, bọn họ có địa bàn của mình. Bây giờ Ma Kha tộc phát triển rất tốt, cũng là một thế lực mạnh trong Thiên Giang Thành. Thấy Diệp Huyên đến, đại trưởng lão của Ma Kha tộc vội vàng ra đón, hơi thi lễ, Diệp Vương. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, tiền bối không cần đa lễ, dẫn ta đến một nơi yên tĩnh đi. Đại trưởng lão gật đầu, Diệp Vương đi theo ta. Một lát sau, đại trưởng lão dẫn Diệp Huyên tới một đại điện của Ma Kha tộc, trong đại điện chỉ có Diệp Huyên và ông ta. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm chấn hồn xuất hiện trong tay hắn, kiếm chấn hồn khẽ run lên, linh hồn của Mạc Tà bay ra. Lúc này linh hồn của Mạc Tà đã ngưng tụ được rất nhiều, cũng mạnh hơn trước đây không ít. Thấy Diệp Huyên, Mạc Tà cười khẽ thắng rồi sao? Diệp Huyên gật đầu, tạm thời thắng. Mạc Tà nhẹ giọng nói, tạm thời à? Diệp Huyên nói, Mạc Tà huynh đừng bận tâm đến những chuyện này. Việc huynh phải làm bây giờ là mau chóng đắp nặn lại thân xác. Mạc Tà gật đầu, được, huynh nhớ phải cẩn thận. Diệp Huyên vỗ nhẹ lên vai Mạc Tà, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Diệp Huyên đi, đại trưởng lão kia trầm giọng nói, chuyện rất nghiêm trọng, đúng không? Mạc Tà gật đầu. Đại trưởng lão do dự một lát rồi nói, cháu là hy vọng của cả tộc chúng ta. Mạc Tà nhẹ giọng đáp, ta biết, nhưng có lúc, rất nhiều chuyện không thể không làm. Nói xong,
Hắn ta nhìn về phía đại trưởng lão, thúc phụ, ta biết thúc đang nghĩ gì, nhưng thúc có từng nghĩ vì sao ma kha tộc chúng ta có thể phát triển đến thế này không? Đại trưởng lão đáp, là vì Diệp Vương. Mạc Tà gật đầu, tộc nhân của chúng ta có thể có chốn dung thân là nhờ Diệp huynh. Mà chúng ta đừng chỉ nghĩ đến chút lợi ích của riêng mình, nếu Diệp huynh có chuyện, chúng ta có thể yên được sao? Đại trưởng lão lắc đầu, là thúc phụ ích kỷ quá rồi. Mạc Tà gật đầu, nhẹ giọng nói, lần này, thân thể ta bị hủy cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Đại trưởng lão vội hỏi, sao cơ? Mạc Tà từ từ nhắm mắt lại, lúc này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện phía trên linh hồn của hắn. Thấy cảnh này, đại trưởng lão ngây người, sau đó ông ta ngạc nhiên nói, đây, đây là tiên tổ. Sau khi rời khỏi ma kha tộc, Diệp Huyên trở về Thiên Giang Thành. Diệp Huyên triệu tập cao thủ của các thế lực lớn trong đại thế giới huyền hoàng trong một đại điện, mấy người tộc trưởng tộc Hiên Viên, huyền hoàng chủ đều có mặt. Diệp Huyên nhìn mọi người, có lẽ các vị đều nghe nói tới chuyện của lưỡng giới thiên rồi, đúng thế, bây giờ cấm chế của ngũ duy đã bị giải trừ, người của vũ trụ tứ duy có thể đi đến ngũ duy, mà cao thủ của ngũ duy cũng có thể đến tứ duy. Nghe vậy, mọi người lập tức tỏ vẻ kích động. Vũ trụ ngũ duy. Không chỉ cao thủ của lưỡng giới thiên muốn đến vũ trụ ngũ duy, cao thủ của đại thế giới huyền hoàng cũng thế. Đây là một vũ trụ hoàn toàn mới. Diệp Huyên đảo mắt nhìn mọi người, tốt nhất các vị nên tạm thời từ bỏ suy nghĩ muốn đến vũ trụ ngũ duy đi, vì bọn họ cũng không phải kẻ hiền lành gì đâu. Mọi người im lặng. Diệp Huyên lại nói, vũ trụ ngũ duy không hề thân thiện. Lúc này, huyền hoàng chủ đột nhiên nói, Diệp Vương, những khí đen lúc trước là do ngũ duy làm ra sao? Diệp Huyên gật đầu. Nghe vậy, huyền hoàng chủ sa sầm mặt, bọn họ muốn hủy diệt vũ trụ tứ duy sao? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, lúc trước đúng là bọn họ có suy nghĩ này. Huyền hoàng chủ nhìn Diệp Huyên, là Diệp Vương ngăn cản bọn họ sao? Diệp Huyên gật đầu. Huyền hoàng chủ nhìn Diệp Huyên chăm chú, thực lực của Diệp Vương đúng là sâu không lường được. Mọi người cũng đều nhìn về phía Diệp Huyên, không thể không nói, bây giờ bọn họ càng không thể nhìn thấu Diệp Huyên hơn rồi. Diệp Huyên nói, hôm nay gọi mọi người đến là muốn nói cho mọi người biết tình huống của vũ trụ tứ duy chúng ta bây giờ và vũ trụ ngũ duy, có lẽ các vị cũng biết thực lực của chúng ta yếu hơn bọn họ rồi. Vì vậy bây giờ cấm chế của vũ trụ ngũ duy bị giải trừ tuyệt đối không phải chuyện tốt với chúng ta. Ta cũng mong các vị có thể hiểu rõ, đừng vọng tưởng việc đi đến vũ trụ ngũ duy, đi bây giờ chẳng khác nào đang tự tìm đường chết cả. Đương nhiên nếu có ai muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Hắn biết đối với rất nhiều người, đến vũ trụ ngũ duy là một cám dỗ không thể từ chối. Nếu hắn cố ngăn cản, có lẽ còn có người cảm thấy hắn đang ngăn cản tiền đồ của bọn họ. Trong điện không một ai lên tiếng. Diệp Huyên lại nói, hôm nay cấm chế của vũ trụ ngũ duy được giải trừ, cao thủ của vũ trụ ngũ duy có thể sẽ tiến vào tứ duy bất cứ lúc nào, vì thế, hoàn cảnh của chúng ta bây giờ không được tốt lắm. Đặc biệt là hiện tại đại thế giới huyền hoàng còn đang không yên ổn, lúc này, mọi người phải đồng tâm hiệp lực cùng nhau chống lại, đừng để người ta còn chưa đến thì chúng ta đã rối loạn nội bộ trước. Huyền hoàng chủ gật đầu, Diệp Vương nói có lý, chúng ta không thể nội loạn trước được. Diệp Huyên nói, tiếp theo sẽ rất bận rộn, mọi người giải tán đi. Mọi người trong điện hơi thi lễ với Diệp Huyên, sau đó lui xuống. Nhưng huyền hoàng chủ vẫn còn chưa đi. Huyền hoàng chủ đi tới trước mặt Diệp Huyên, bà ta cứ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sau đó nói, nếu bọn họ thật sự muốn tiêu diệt vũ trụ tứ duy cả chúng ta thì chúng ta có thể phản kháng không? Diệp Huyên im lặng, vì hắn không thể trả lời vấn đề này. Bây hắn chỉ đang đối mặt với học phủ vạn duy, mà hắn hiểu rõ vũ trụ ngũ duy chắc chắn không chỉ có mỗi học phủ vạn duy mà còn có vô số thế lực khác, mà những thế lực này cũng rất có thể sẽ trở thành kẻ thù của hắn. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta không biết, nhưng bà yên tâm, nếu bọn họ chỉ nhằm vào Diệp Huyên ta sẽ một mình gánh chịu tất cả, tuyệt đối không làm liên lụy đến vũ trụ tứ duy. Huyền hoàng chủ im lặng. Bà ta suy nghĩ khá xa, bà ta biết vũ trụ ngũ duy đến nơi này nhưng không cướp đoạt, cũng không xâm lược, thì chỉ có một khả năng. Là đến vì bảo vật ngũ duy kia. Nói một cách đơn giản, có lẽ mục tiêu của cao thủ vũ trụ ngũ duy là Diệp Huyên. Chứ không phải cả vũ trụ tứ duy.
Đương nhiên bà ta không biết, nếu không nhờ có Diệp Huyên ở đây, thì vũ trụ tứ duy này đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Một lát sau, Huyền Hoàng chủ rời đi. Diệp Huyên trong điện chậm rãi nhắm mắt lại. Đột phá. Trước đó sau khi cắn nuốt thanh kiếm kia của Trần Thiên, hắn đã hấp thụ hết sức mạnh của thanh kiếm, hắn không biết thanh kiếm kia là kiếm gì, nhưng không thể không nói nó thật sự rất có tác dụng. Mà bây giờ, hắn cần một chút thời gian để lĩnh hội. Thế nào là phá mệnh? Diệp Huyên ở trong điện rơi vào trầm tư. Trong một trạch viện nào đó ngoài điện, có hai cô gái ngồi trước bàn đá, chính là An Lan Tú và Tiểu Thất, bên cạnh còn có một cô gái khoanh tay tựa trên vách tường, trong miệng ngậm một cọng cỏ xanh. Liên Vạn Lý. Bây giờ ngoài Mạc Tà và Diệp Huyên, những người yêu nghiệt nhất trong thế hệ trẻ đều ở đây. Tiểu Thất bưng tách trà trên bàn lên nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó nói, mọi người nghĩ sao? An Lan Tú không nói gì. Liên Vạn Lý ở bên cạnh nhún vai, còn có thể nghĩ sao chứ? Rõ ràng là đám người ngũ duy kia muốn lấy mạng của Tiểu Diệp Tử mà. An Lan Tú gật đầu, bọn họ không chỉ muốn cướp đi bảo vật, mà còn muốn giết người nữa. Tiểu Thất đặt tách trà xuống, nhẹ giọng nói, suy nghĩ của ta là không thể ngồi chờ chết được. Liên Vạn Lý ở bên cạnh hơi nhướng mày, cô muốn phản công. Tiểu Thất hờ hững đáp, có gì mà không thể chứ? An Lan Tú chen miệng vào, được. Tiểu Thất nhìn về chỗ Diệp Huyên đang ở, hắn có rất nhiều cơ hội, sẽ càng ngày càng mạnh, chúng ta đi theo bên cạnh hắn, có thể chênh lệch với hắn sẽ càng ngày càng lớn, ta không muốn sau này phải ngẩng đầu nhìn lên hắn. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Liên Vạn Lý và An Lan Tú, đi rèn luyện được chứ? Liên Vạn Lý hơi nhếch môi, rất đúng ý bản vương. Tiểu Thất nhìn An Lan Tú đáp, được thôi. Tiểu Thất nói, đi, đi rèn luyện thôi. Liên Vạn Lý chợt cất lời, có cần chào hỏi một tiếng không? Tiểu Thất lạnh nhạt đáp, không cần, đi thôi. Nói xong, nàng ta đi về phía xa. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyên đang ở, sau đó cũng đi theo. Liên Vạn Lý nhún vai, đi thì đi thôi. Ba cô gái nhanh chóng biến mất ở phía xa. Đi rất sảng khoái, không nói tạm biệt bất kỳ ai. Thượng quan Tiên Nhi và Khương Cửu trên tường thành nhìn ba cô gái biến mất ở chân trời xa xôi, Khương Cửu nhẹ giọng nói, hâm mộ họ quá. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu. Thiên phú của ba người Tiểu Thất không tệ, mà trước đó bọn họ còn ở suốt bên cạnh Diệp Huyên, có thể nói là ánh sáng của bọn họ đều bị Diệp Huyên che đi hết, nếu không có Diệp Huyên, sẽ có thể phát hiện thật ra bọn họ đều rất xuất sắc. Bây giờ ba người họ quyết định đi rèn luyện một lần, rõ ràng là không muốn phải chịu sự ảnh hưởng của Diệp Huyên. Làm nền. Nói một cách đơn giản, ba cô gái không muốn làm nền cho Diệp Huyên. Lúc này, Khương Cửu cười khẽ nói, họ có thể đi, nhưng chúng ta đi không, cũng không dám đi. Bắc cảnh bây giờ rất cần nàng ấy và Thượng quan Tiên Nhi, vì tất cả mọi chuyện của đại thế giới Huyền Hoàng đều do hai người xử lý. Còn Diệp Huyên thì chỉ là một người đứng đầu không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Nếu bọn họ đi, chắc chắn Diệp Huyên sẽ sứt đầu mẻ chán. Hơn nữa bây giờ bọn họ cũng không có thực lực như ba người Tiểu Thất, chỉ rời khỏi đại thế giới Huyền Hoàng đã rất là nguy hiểm rồi, đừng nói chi là đến ngũ duy gì đó. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi đột nhiên nói, cô từng nghĩ đến chuyện tới ngũ duy xem thử không? Khương Cửu cười đáp, đương nhiên là có rồi, vũ trụ ngũ duy. Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nhẹ giọng nói, không biết cuộc đời này có cơ hội đến đó không? Thượng quan Tiên Nhi đang muốn đáp lời, lúc này, hai cô gái đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện trước một đại điện. Có một người đàn ông đang đứng trước đại điện. Chính là Diệp Huyên. Khương Cửu bước nhanh đến trước mặt Diệp Huyên, nhẹ giọng hỏi, đột phá rồi sao? Diệp Huyên lắc đầu. Lần này... hắn không thể đột phá đến phá mệnh cảnh. Còn thiếu một chút. Khương Cửu gật đầu, không vội, cứ từ từ thôi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta phải đi ra ngoài một chuyến, nơi này làm phiền mọi người rồi. Khương Cửu nhìn Diệp Huyên, đi đâu? Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, đi tìm trợ thủ. Nói xong, hắn lập tức biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Khương Cửu đứng tại chỗ nhẹ giọng nói, cô nói xem hắn ta muốn tìm ai. Diệp Huyên tiến vào tinh không mờ mịt, hắn ngự kiếm di chuyển,
kiếm quang lướt qua tinh không tựa như một ngôi sao băng. Diệp Huyên nhắm mắt, im lặng suy nghĩ. Cấm chế của ngũ duy đã được giải trừ, đồng nghĩ với việc bây giờ hắn đã phải đối diện với vũ trụ ngũ duy. Tuy thực lực của hắn đã nâng cao rất nhiều, nhưng người hắn phải đối mặt bây giờ lại là cao thủ hàng đầu của ngũ duy. Trần Thiên. Lúc này, hắn nghĩ tới thực lực của Trần Thiên. Đối phương chỉ là một phân thân mà đã có thể áp đảo hắn và mấy người tiểu thất, nếu bản thể ở đây. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên chậm rãi siết chặt tay lại. Còn sống còn chiến đấu. Chiến. Diệp Huyên mở mắt ra, hắn nhìn vào sâu trong tinh không, hắn biết, hòa bình mà hắn muốn chỉ có thể giành lấy bằng việc chiến đấu. Đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Khoảng thời gian ở Thanh Thành khiến hắn hiểu ra một điều. Đối mặt với kẻ thù, người đừng nghĩ đến việc cầu xin đối phương, để đối phương thương hại. Vì ngươi càng làm thế, đối phương càng xem thường ngươi, càng khi dễ ngươi. Muốn đối phương không dám khi dễ ngươi, chỉ có một cách. Đánh. Nắm đấm của ngươi đủ mạnh, đối phương mới không dám tùy tiện ức hiếp ngươi. Lúc này, hắn lại nghĩ đến số mệnh. Tất cả mọi chuyện mình gặp phải từ Thanh Thành đến bây giờ, đều là số mệnh sao? Mình có tin vào số phận không? Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại. Số mệnh. Con người thường hay nói số mệnh do mình không do trời, hắn cũng nói số mệnh của hắn là do hắn quyết định. Nhưng mọi chuyện thường đều phải dựa vào số mệnh. Ví dụ như khi Diệp Liên rời đi, hắn có thể làm gì? Hắn không làm được gì cả. Cũng như lúc trước, khi đối mặt với Trần Thiên và thú cắn nuốt không gian kia, nếu không có ba tia kiếm khí của cô gái váy trắng, mình có thể làm gì? Có thể làm gì chứ? Diệp Huyên nhìn thẳng vào nội tâm, câu trả lời là mình không làm được gì cả, chỉ có thể chờ chết rồi. Số mệnh do mình không do trời. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng. Bây giờ nghe lại những lời này, cảm thấy thật sự quá châm chọc. Thử hỏi, trên đời này được bao nhiêu người có thể thật sự nắm giữ số mệnh của mình chứ? Bây giờ mình có thể sao? Câu trả lời là không thể. Diệp Huyên đột nhiên bật cười, đối với hắn bây giờ, nắm giữ số mệnh của mình thật đúng là một câu chuyện cười. Đương nhiên hắn cũng hiểu dù bây giờ không thể nắm giữ số mệnh của mình, nhưng hắn phải cố gắng để có thể làm được. Chứ không phải là cam chịu trước số mệnh. Là người, dù số mệnh có bất công đến mấy cũng tuyệt đối không thể cam chịu. Không thể cam chịu. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, một khắc sau, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên tản ra từ trong người hắn, không gian xung quanh bắt đầu dao động như sóng nước. Hơi thở quanh người Diệp Huyên càng ngày càng mạnh mẽ, khoảng nửa tiếng sau, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt ra. Không gian mấy nghìn trượng xung quanh chấn động kịch liệt. Diệp Huyên nhìn tay phải của mình, hắn chậm rãi siết chặt tay, một lực lượng mạnh mẽ tập trung vào bên trong. Phá mệnh. Hắn không ngờ mình lại đạt đến phá mệnh cảnh ở nơi này. Phá mệnh. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn vào sâu trong tinh không, lúc này hắn mới hiểu phá mệnh này không phải phá vỡ số mệnh, mà là nhìn thấu số mệnh. Có lẽ xuất thân của ngươi không tốt. Nhưng xuất thân không đại diện cho cả đời của ngươi, nếu có cố gắng vẫn có thể thay đổi số phận của mình. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lắc đầu cười, một cảnh giới thú vị. Hắn không biết những cảnh giới này là ai tạo ra, nhưng thật sự thì nó đều rất thú vị. Bây giờ hắn bắt đầu thấy hơi tò mò về diệt đạo cảnh trong truyền thuyết rồi. Diệt đạo, rốt cuộc là thế nào? Bây giờ hắn càng thấy tò mò hơn rồi. Một lát sau, Diệp Huyên biến mất. Khoảng một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên đi tới một vùng tinh không. Điện U Minh. Diệp Huyên đi tới trước điện U Minh, nhìn mấy pho tượng trong điện, hắn hơi do dự, sau đó nói có ai ở đây không? Không một ai đáp lại. Diệp Huyên lại hỏi, có ai không? Vẫn không một ai đáp lại. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó bắt đầu thúc giục huyết mạch của hắn bắt đầu dần sôi trào, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Diệp Huyên vội ngăn chặn huyết dịch trong người, hắn cũng không dám thật sự phóng thích huyết mạch của mình, vì hắn cũng không thể khống chế được nó. Diệp Huyên nhìn những bức tượng kia, hơi thi lễ, sau đó lui ra ngoài. Diệp Huyên đứng im lặng trước điện một lát, sau đó nhẹ giọng nói, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Dứt lời, hắn biến thành một tia kiếm quang biến mất ở chân trời mờ mịt. Diệp Huyên vừa rời đi,
một pho tượng trong điện đột nhiên vỡ nát. Ha ha! Một âm thanh vang lên trong điện. Sau khi rời khỏi điện U Minh, Diệp Huyên không quay về lưỡng giới thiên mà trở lại tháp giới ngục. Diệp Huyên đi tới đỉnh tháp, Kiếm Tôn vẫn ngồi dưới kiếm. Hắn nhìn Kiếm Tôn đã ngồi thiền trước kiếm này rất lâu rồi. Chắc hẳn đối phương đã lĩnh ngộ được gì đó rồi, về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì phải xem tạo hóa của đối phương. Diệp Huyên nhìn ba thanh kiếm kia. Đỉnh cao của kiếm đạo. Nếu kiếm đạo có đỉnh cao, thì trước mắt, ba thanh kiếm này có thể xem như đỉnh cao của kiếm đạo. Mà trình độ kiếm đạo của mình còn cách ba thanh kiếm này bao xa? Không có câu trả lời. Diệp Huyên lắc đầu, xoay người rời đi. Hắn đi tới phòng luyện đan của Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi vẫn còn đang điều chế linh dược, vì sự tồn tại của Tiểu Linh Nhi, bây giờ rất nhiều người ở Bắc Cảnh đã đạt đến địa tiên cảnh, có thể nói Tiểu Linh Nhi đã nâng cao thực lực của cả Bắc Cảnh. Thấy Diệp Huyên, Tiểu Linh Nhi vội vàng chạy đến trước mặt hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé còn dính rất nhiều tro đen. Diệp Huyên nhẹ nhàng lau sạch tro trên mặt Tiểu Linh Nhi, cười nói, đừng khiến mình quá mệt mỏi, có biết không? Tiểu Linh Nhi chớp mắt, đan dược có thể giúp ngươi. Diệp Huyên thầm thấy ấm áp, ta biết, nhưng trong lòng ta, người quan trọng hơn đan dược, hiểu không? Tiểu Linh Nhi hơi do dự, sau đó nhẹ giọng nói ta, vừa nói được một chữ, cô bé đã cúi thấp đầu. Diệp Huyên cười hỏi, sao vậy? Tiểu Linh Nhi lại ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, ta có thể giúp ngươi. Diệp Huyên bật cười, ta biết ngươi đã giúp ta rất nhiều rồi. Tiểu Linh Nhi muốn nói lại thôi. Diệp Huyên dịu dàng xoa đầu Tiểu Linh Nhi, muốn nói gì à? Tiểu Linh Nhi lắc đầu, không có. Diệp Huyên gật đầu, tóm lại có chuyện gì thì nhất định phải nói với ta, biết không? Tiểu Linh Nhi gật đầu, được. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó rời khỏi phòng luyện đan. Sau khi Diệp Huyên đi, Tiểu Linh Nhi lấy quyển đan kinh kia ra, cô bé lật đến trang cuối cùng, bên trên có hai chữ to Tu Di Thần Đan. Sau khi đọc một lát, Tiểu Linh Nhi xoay người đi về phía lò luyện đan, cô bé siết chặt tay, ánh mắt vô cùng kiên định, ta nhất định phải luyện ra, không thành công cũng thành nhân. Sau khi rời khỏi phòng luyện đan, Diệp Huyên đi tới lối vào tầng 9. Cửa trên tầng 9 cũng không giống các tầng khác, trên cửa tầng 9 của tháp còn có một tấm bùa đỏ như máu. Diệp Huyên nhìn tấm bùa kia, sau đó xoay người rời đi. Hắn không nói gì. Vì hắn biết thực lực của mình và đối phương không ngang nhau, có nói gì cũng không có ý nghĩa. Mọi chuyện vẫn phải tự mình xử lý. Sau khi rời khỏi tháp giới ngục, Diệp Huyên đi tới lưỡng giới thiên, vừa mới đến lưỡng giới thiên, không gian trước mặt hắn đột nhiên nứt ra, sau đó, một quyển sách dày bay ra ngoài, Diệp Huyên sửng sốt, kiếm thiên chu xuất hiện trong tay hắn. Hắn đang muốn ra tay thì lúc này, quyển sách cổ màu đen thật dày kia đột nhiên xoay một vòng xung quanh hắn. Sau đó từ từ bay tới trước mặt hắn. Diệp Huyên vừa định cất lời thì quyển sách cổ biến thành một tia kiếm quang bay vào giữa chân mày hắn. Diệp Huyên sửng sốt, đây là cái gì vậy? Lúc này, Liên Thiền xuất hiện trước mặt hắn, nàng ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không thể nào. Diệp Huyên hơi khó hiểu, Liên Thiền cô nương có ý gì? Liên Thiền nói, người xem có thể khống chế quyển sách cổ khi nãy không? Diệp Huyên hơi do dự. Sau đó gật đầu, hắn bắt đầu tập trung, chẳng mấy chốc, quyển sách cổ màu đen kia đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Thấy quyển sách cổ thật dày này, vẻ mặt Liên Thiền càng nặng nề hơn. Diệp Huyên hơi khó hiểu, Liên Thiền cô nương, đây là... Liên Thiền nhìn về phía Diệp Huyên, thư giới. Diệp Huyên hơi nhíu mày, thư giới. Liên Thiền gật đầu, lấy sách làm ranh giới, năm đó chủ nhân dùng một quyển sách mở ra một thế giới. Sách này tự tạo thành một thế giới, bên trong có rất nhiều cổ tịch cấm thuật, phù văn chú thuật và một vài linh tự vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là những linh tự ngưng tụ từ cấm thuật, uy lực vô cùng cường đại. Nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, sách này có thể đứng ở ba vị trí đầu trong tất cả bảo vật của học phủ Vạn Duy, ta không biết vì sao nó lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn nhận ngươi làm chủ. Diệp Huyên cũng chẳng hiểu gì, sao thứ này lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Không thể nào. Liên Thiền nhìn thư giới trước mắt, thứ này rất kiêu ngạo, có thể nói là nó chỉ phục tùng chủ nhân của mình. Tại sao nó lại đến đây, sau đó nhận ngươi làm chủ? Diệp Huyên đang muốn lên tiếng,
Liên Thiển đột nhiên cầm lấy quyển thư giới kia, một lát sau, nàng ta ngây người, là nàng. Nàng. Diệp Huyên hơi khó hiểu, Liên Thiển cô nương. Liên Thiển nhìn Diệp Huyên, không có gì, nếu thứ này đã nhận ngươi làm chủ vậy thì sử dụng nó cho tốt, thứ này rất mạnh, dưới tình huống không có kiếm thiên chu, nếu sử dụng được nó thì sẽ có hiệu quả khó mà tưởng tượng nổi đấy. Đặc biệt là khi áp chế cảnh giới, thứ này có thể áp chế cảnh giới, sau này khi đấu với người khác, ngươi có thể bắt đối phương vào trong thư giới, sau đó áp chế cảnh giới của đối phương. Áp chế cảnh giới. Diệp Huyên tỏ vẻ kích động, Liên Thiển cô nương, thật sự có thể làm được sao? Liên Thiển gật đầu, không chỉ có thể, nếu ngươi có thể khống chế giới linh trong thư giới, với sức mạnh của chúng, ngươi hoàn toàn có thể tiêu diệt cao thủ như phân thân của Trần Thiên lúc trước. Diệp Huyên hỏi, bản thể thì sao? Liên Thiển liếc hắn, nếu bản thể dễ giết chết như vậy, thì Trần Thiên cũng sẽ không phải phủ chủ của học phủ Vạn Duy. Diệp Huyên cười, cũng phải. Liên Thiển lại nói, nhưng thứ này rất mạnh, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thu phục những linh tự kia. Diệp Huyên hỏi, thu phục bằng cách nào? Liên Thiển nói, đi theo ta. Dứt lời, nàng ta dẫn Diệp Huyên tiến vào thư giới. Vừa vào thư giới, Diệp Huyên lập tức tò mò quan sát xung quanh có rất nhiều sách. Liên Thiển nói, cảm nhận những linh tự kia, nhớ kỹ là phải khách sáo, những linh tự này đều có linh trí. Bọn chúng rất khó thu phục, người phải khiêm tốn một chút, đừng sĩ diện, nếu không. Lúc này, một chữ diệt đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Huyên, bay thẳng vào tay hắn, sau đó nhẹ nhàng cọ lên tay hắn, vô cùng ngoan ngoãn. Liên Thiển câm nín. Diệp Huyên cũng hơi ngơ ngác, hắn có thể cảm nhận được cái chữ trước mắt đang có ý lấy lòng. Lại có vấn đề rồi. Tại sao thư giới này lại xuất hiện ở đây? Không chỉ thế mà còn nhận mình làm chủ nữa. Hắn cũng không cho rằng là mình là người làm chủ số trời, cho nên mới được những thần vật này đến nương tựa. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Huyên nhìn Liên Thiển trước mặt, Liên Thiển cô nương, có lẽ người biết là có chuyện gì đang diễn ra đúng không? Liên Thiển gật đầu, là nàng. Nàng. Diệp Huyên ngây người, ý người là, cô gái váy trắng. Liên Thiển gật đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn lên tinh không, nếu như ta đoán không lầm thì có lẽ là Trần Thiên tìm nàng. Tên ngu ngốc này. Diệp Huyên mới thấy yên tâm hơn. Rõ ràng đúng như Liên Thiển nói, học phủ Vạn Duy này đã đi tìm cô gái váy trắng rồi. Mà kết quả cũng vô cùng rõ ràng. Chắc chắn cô gái váy trắng đã thắng. Chẳng những thắng mà còn cướp được cho hắn một món bảo vật. Diệp Huyên thầm thấy ấm áp, hắn nhìn về phía cuối tinh không. Nàng ấy vẫn chưa quên mình. Liên Thiển chợt cất lời, bây giờ nó đã nhận ngươi làm chủ, hơn nữa linh tự này cũng đã nhận ngươi làm chủ, ngươi có thể sử dụng bọn chúng để chiến đấu bất cứ lúc nào. Diệp Huyên nhìn chữ diệt trong tay, uy lực của nó thế nào? Liên Thiển đáp, chẳng phải thử là biết sao. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, được. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, chữ diệt kia lập tức hòa vào lòng bàn tay hắn, một khắc sau. Hắn đánh một chưởng về phía trước. Ầm. Trong nháy mắt, không gian mấy vạn trượng trước mặt hắn biến thành một vùng hư vô. Thấy cảnh này, Diệp Huyên ngây người. Đây là sức mạnh gì vậy? Diệp Huyên cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nhất kiếm vô lượng của hắn cũng không đáng sợ đến mức này. Không ngờ một chữ này lại có sức mạnh lớn đến thế. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, ngươi có thể thử dung nhập chữ này vào trong kiếm của mình. Dung nhập vào trong kiếm. Nghe thấy lời của Liên Thiển, Diệp Huyên lập tức thấy hơi hưng phấn, chữ này có uy lực mạnh như thế, nếu dung nhập vào trong kiếm, kết hợp với kiếm của hắn, vậy chẳng phải sẽ càng mạnh hơn sao? Nghĩ vậy, Diệp Huyên vội vàng điều động chữ diệt này, chữ này cũng rất phối hợp, lập tức dung nhập vào trong kiếm Thiên Chu. Oanh! Kiếm Thiên Chu chấn động kịch liệt, một hơi thở hủy diệt mạnh mẽ cuộn trào từ mũi kiếm Thiên Chu. Cùng lúc đó, tay của Diệp Huyên cũng nứt ra. Diệp Huyên giật mình, hắn vội vàng buông kiếm, kiếm Thiên Chu vẫn không ngừng rung, lực lượng mạnh mẽ không ngừng cuộn trào, không gian xung quanh Diệp Huyên và Liên Thiển cũng bắt đầu nứt. Diệp Huyên nhìn xuống tay mình, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Thân thể của hắn có thể nói là vô cùng đáng sợ, nhưng hắn không ngờ tay của mình lại không thể chịu được sức mạnh của thanh kiếm và linh tự này, hơn nữa, hắn còn chưa sử dụng kiếm Thiên Chu.
nếu mà sử dụng, e rằng cả cánh tay của hắn sẽ nổ tung. Cũng may đây là kiếm Thiên Chu, nếu là kiếm khác, chắc chắn sẽ không chịu được sức mạnh của chữ này. Lúc này, Liên Thiển trầm giọng nói, thanh kiếm này của ngươi thật sự rất ghê gớm, nếu là kiếm khác thì e rằng đã lập tức biến thành cho bụi rồi. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế thật. Liên Thiển nói, thu về đi. Bây giờ chữ này và thư giới cũng xem như một đòn chí mạng của ngươi, giữ mà sử dụng lúc mấu chốt. Diệp Huyên gật đầu, hắn cất kiếm và thư giới đi, bây giờ lại có thêm một lá bài tẩy rồi. Liên Thiển nhìn Diệp Huyên, bây giờ ngươi có dự định gì? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về tinh không xa xôi, đi rèn luyện. Dứt lời, hắn biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối tinh không. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã đi tới vùng tinh không thông tới vũ trụ ngũ duy, trên đầu hắn chính là khu vực màu đen bị Liên Thiển phong ấn. Mà ở cuối chỗ phong ấn, hắn gặp được ba người. An Lan Tú, Tiểu Thất và Liên Vạn Lý. Mà lúc này, Liên Vạn Lý đang giao thủ với một người đàn ông, gã ta cầm một thanh trường thương, ra chiêu cực kỳ tàn nhẫn, chiêu nào cũng nhắm vào điểm yếu. Diệp Huyên xuất hiện bên cạnh An Lan Tú và Tiểu Thất, hai người nhìn Diệp Huyên, trong mắt Tiểu Thất lộ vẻ ngạc nhiên, đột phá rồi à. Diệp Huyên gật đầu, Tiểu Thất cũng gật đầu, được đấy. An Lan Tú cũng nói, tốt lắm. Diệp Huyên cười, sau đó nhìn Liên Vạn Lý và người đàn ông cách đó không xa, không thể không nói, đã lâu không gặp Liên Vạn Lý, thực lực của nàng ta đã mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều rồi. Như nhớ đến điều gì? Diệp Huyên đột nhiên hỏi, không phải đã bị phong ấn rồi ư, người này xuống bằng cách nào vậy? Lúc này, Liên Thiển xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, vì hắn khá yếu. Ba người Diệp Huyên nhìn Liên Thiển nhẹ giọng nói, phong ấn của ta, người càng mạnh muốn xuống càng phải trả giá đắt, mà người yếu thì không có hạn chế gì cả. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, phong ấn cố ý thiết kế cho người đấy, để ngươi luyện tay. Diệp Huyên gật đầu, đa tạ. Liên Thiển nhẹ giọng nói, các ngươi đừng khinh thường những người đến từ ngũ duy này, đương nhiên các ngươi cũng không yếu, không cần quá xem trọng bọn họ. Theo như lời nàng ta, mấy người trước mắt có thể nói là người xuất sắc trong thế hệ trẻ của vũ trụ tứ duy, dù cho bọn họ đến vũ trụ ngũ duy, chắc chắn bọn họ cũng sẽ không thua kém ai. Đặc biệt là Diệp Huyên, tên này người đầy thần trang, còn có huyết mạch đặc biệt, nếu đánh nhau, cho dù ở ngũ duy, cũng chỉ có cao thủ thế hệ trước mới có thể áp chế hắn thôi. Diệp Huyên đang định lên tiếng, lúc này, cách đó không xa chợt truyền đến tiếng nổ, ba người Diệp Huyên vội xoay người nhìn, Liên Vạn Lý và người đàn ông cầm trường thương kia cùng nhau lùi về sau, Liên Vạn Lý lùi thẳng đến trước mặt bốn người Diệp Huyên. Sau khi dừng lại, nàng ta lau đi máu tươi trên khóe miệng, đang muốn ra tay một lần nữa thì lúc này, người đàn ông cầm trường thương phía xa đột nhiên chĩa thẳng trường thương vào Diệp Huyên. Ra đây. Mình á. Diệp Huyên hơi nhíu mày, hắn nhìn người đàn ông cầm trường thương, người biết ta à? Người đàn ông chậm rãi đi về phía Diệp Huyên, có lẽ các hạ là Diệp Huyên đúng không? Diệp Huyên gật đầu, là ta. Người đàn ông đi tới trước mặt Diệp Huyên thì dừng lại, gã nhìn Diệp Huyên, ta là học sinh võ viện của học phủ Vạn Duy, Mạc Thu Ngôn. Người của học phủ Vạn Duy. Diệp Huyên nhìn Mạc Thu Ngôn, không nói gì. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, nghe nói ngươi là kiếm tu mạnh nhất vũ trụ tứ duy, ta muốn lĩnh giáo thử. Diệp Huyên gật đầu, đấu sống chết à. Người đàn ông cười khẩy một tiếng, đương nhiên rồi. Diệp Huyên đáp, được thôi. Dứt lời, hắn lập tức biến mất. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên biến mất, người đàn ông cầm trường thương híp mắt lại, lúc này, gã đã cảm nhận được nguy hiểm. Mạc Thu Ngôn cầm trường thương bằng hai tay, sau đó sải bước về phía trước. Đâm mạnh trường thương phía trước, nặng tựa nghìn cân. Xoẹt! Có tiếng chém rách vang lên. Chỉ có một tiếng. Xung quanh chợt trở nên yên tĩnh, Mạc Thu Ngôn vẫn giữ tư thế đâm người đó, mà sau lưng gã chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên cất kiếm đi, đầu của Mạc Thu Ngôn lệch đi, rơi xuống, máu phun như suối. Giết chết trong nháy mắt. Liên Vạn Lý ở cách đó không xa nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, tên này mạnh đến thế rồi ư. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên trên, ta cũng có thể đi vào đúng không? Liên Thiển trầm giọng nói, nếu ngươi không muốn chết thì tốt nhất đừng nghĩ tới chuyện đó. Diệp Huyên cười khẽ, không sao, ta có thể trốn về.
Liên Thiển nhìn Diệp Huyên, muốn nói lại thôi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói tiếp, ta chỉ thử thôi, nếu thật sự không đánh thắng thì ta bỏ chạy là được. Liên Thiển im lặng một lát rồi nói, ta đã cảm nhận được bọn họ có người đang phá giải phong ấn, nếu có thể thì hãy giết đối phương, như vậy có thể kéo dài thêm thời gian cho chúng ta. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, hắn nhìn về phía ba người tiểu thất, tạm thời các cô đừng đi theo ta. Ta không đánh lại còn có thể sử dụng nhất kiếm vô lượng để chạy trốn. Tiểu thất gật đầu, cẩn thận. Bọn họ đều biết Diệp Huyên có một môn kiếm kỹ, có thể ẩn thân, nếu không đánh thắng người trên đó cũng có thể bỏ chạy, vì thế nếu bọn họ đi theo, ngược lại còn là chuyện xấu. Diệp Huyên gật đầu, đợi ta về. Dứt lời, hắn biến thành một tia kiếm quang bay lên cao. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên biến mất trong khu vực màu đen trước tầm mắt của mọi người. Tiểu thất ngẩng đầu nhìn lên đó, nhẹ giọng nói, phía sau phong ấn đó chính là vũ trụ ngũ duy. Thực lực của ba người chúng ta vẫn chưa đủ mạnh. Liên Vạn Lý gật đầu, còn phải rèn luyện thêm. Tiểu thất từ từ nhắm mắt lại, khoảng thời gian này, trong đầu ta luôn xuất hiện một vài hình ảnh vụn vặt. Liên Vạn Lý và An Lan Tú nhìn về phía tiểu thất, Liên Vạn Lý trầm giọng nói, tiểu thất, cô đừng nói với ta cô cũng giác ngộ cái gì giống Diệp Liên kia nhé. Tiểu thất lắc đầu, nàng ta hơi nhíu mày, ta cũng không biết, nhưng có vài hình ảnh khiến ta có thể trở nên mạnh hơn, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Liên Vạn Lý nói, đó là chuyện tốt, chỉ cần cô đừng trở thành một người khác là được. Tiểu thất lạnh nhạt đáp, yên tâm, chỉ cần ta không muốn, ai cũng đừng hòng thay đổi ta. Liên Vạn Lý gật đầu, vậy là tốt rồi. An Lan Tú gật đầu, giữ vững lòng. Tiểu thất gật đầu, nàng ta từ từ nhắm mắt lại. Trong đầu nàng ta luôn xuất hiện một vài hình ảnh trước kia nàng ta chưa từng gặp, những hình ảnh này rất vụn vặt, giống như một ký ức không hoàn chỉnh, điều này khiến nàng ta hơi bực mình. Mình sẽ thức tỉnh cái gì sao? Tiểu thất lắc đầu, ta chính là ta. Nói xong, nàng ta chậm rãi siết chặt thanh kiếm trong tay, kiếm bắt đầu hơi rung lên. Sâu trong tinh không xa xôi, sau khi xuyên qua phong ấn của Liên Thiển, Diệp Huyên đi tới một không ngờ lờ mờ, trông rất mờ ảo, không nhìn thấy được gì cả. Diệp Huyên nhìn xung quanh, tay phải nắm chặt thanh kiếm, thầm đề phòng. Nhưng xung quanh vẫn không có động tĩnh gì. Diệp Huyên trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, có cảm nhận được cái gì không đúng không? Liên Thiển không nói gì. Diệp Huyên cau mày, lúc này, Liên Thiển chợt cất lời, ẩn thân. Nghe thấy lời của Liên Thiển, Diệp Huyên giẫm nhẹ chân phải, một khắc sau, hắn lập tức biến mất, trốn vào không minh cảnh. Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh, nghe đồn tên này rất quan tâm muội muội của mình, sao chúng ta không ra tay từ chỗ muội muội hắn? Bẩm sách sư, hình như muội muội của hắn đã mất tích rồi. Tìm theo bức tranh đi. Vâng. Từ nơi ẩn nấp, Diệp Huyên nhìn người đàn ông đang đứng đó không xa. Ông ta mặc một bộ áo choàng dệt từ lông vũ, đầu đội chiếc khăn vuông màu trắng, tay cầm một chiếc quạt lông, trên mặt là một nụ cười sâu xa bí hiểm, tựa như ông ta đang nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Một cô gái chậm rãi bước đến từ phía sau ông ta. Nàng ta khoác lên người chiếc váy màu xanh đậm, tóc dài đến eo, trên cánh tay ngọc ngà là một dải lụa vàng quấn quanh với phần đuôi phấp phới theo gió. Nàng ta cúi đầu, vừa khéo nhìn xuống lưỡng giới thiên, chúng đã thất bại. Sách sư cười nói, do khinh địch, vũ trụ tứ duy này không yếu như chúng ta nghĩ, đúng hơn là những kẻ đứng đầu kia không hề yếu nhược chút nào. Cô gái nghiêng đầu nhìn ông ta, có không biết bao nhiêu là người đang xem học phủ vạn duy chúng ta trở thành trò hề. Sách sư nhẹ giọng, cười đến cuối cùng mới là người thắng, không phải sao? Vì sao phủ chủ lại hạ lệnh truy nã, khiến ai ai cũng biết đến? Đôi mắt sách sư dõi xuống dưới, bởi vì người bên dưới có lẽ rất mạnh. Cô gái đưa mắt sang, phủ chủ muốn mượn đao giết người. Đối phương bật cười, nếu có thể như vậy là tốt nhất, nhưng ta nghĩ ý của phủ chủ không phải là mượn đao giết người, mà là mượn tay người khác mài mòn sức lực của Diệp Huyên và người sau lưng hắn. Đôi mày kẻ của cô gái khẽ cau lại, người bên dưới đó thật sự mạnh đến vậy sao? Sách sư cười cười nhìn nàng ta, Lâm Lang. Cô có còn nhớ lời dân của tiên tri ở học phủ Vạn Duy? Lâm Lang đáp, chớ xem thường mình, chớ xem khinh người. Sách sư gật đầu,
rất nhiều người đã bỏ mạng chỉ vì khinh địch. Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng hết sức đấy. Lâm Lang nhìn ông ta nghe nói trước kia ngươi đã cho người đi tìm muội muội hắn. Cô cho rằng ta hèn hạ lắm đúng không? Thấy nàng ta không nói, Sách Sư cười khẽ, đối mặt với kẻ địch, không phải lúc nào cũng nên dùng sức mạnh và bạo lực. Chúng ta phải tìm ra nhược điểm của hắn, dùng cái mạnh nhất của ta công kích chỗ yếu nhất của hắn, làm ít công to. Mà nhược điểm của Diệp Huyên là gì? Chính là muội muội hắn. Chỉ cần tìm được Diệp Liên này, chúng ta một kích tất thắng. Ông ta nhìn xuống dưới, đối đãi với kẻ địch, không có hèn hạ hay trượng nghĩa gì cả, chỉ có thắng thua. Ta sẽ đi tìm hiểu về thiên tài vũ trụ tứ duy này, một phen. Lâm Lang nói xong thì thả người nhảy xuống. Sách Sư khẽ cười rồi xoay người rời đi. Diệp Huyên vẫn duy trì trạng thái ẩn nấp, không ra tay. Tìm Diệp Liên ư? Nếu là trước kia, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà giết chết Sách Sư, nhưng bây giờ thì không thế nữa, bởi vì chỉ có hắn mới biết Diệp Liên là một thế lực kinh khủng đến nhường nào. Con bé có thể trấn áp huyết mạch của hắn bất kể lúc nào. Nhưng tất nhiên, cho dù mạnh đến đâu đi nữa thì con bé vẫn là muội muội hắn, điều này sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Diệp Huyên rời đi, không lâu sau đó đã xuất hiện trước một đàn tế khổng lồ. Đứng trên đó là bốn cường giả mặc áo bào đen, ở chính giữa trước mặt họ là một quả cầu màu đỏ máu, đang không ngừng tỏa ra từng luồng khí tức đỏ tươi, chậm rãi lan đến gần phong ấn Liên Thiền. Chúng đang ăn mòn phong ấn. Diệp Huyên liếc mắt nhìn bốn người kia rồi biến mất. Trong nháy mắt đó, bọn họ đồng loạt biến sắc, lập tức thu tay lại. Bỗng nhiên, một tia kiếm quang lóe lên trên đàn tế. Xoẹt 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 xoẹt. Bốn cái thủ cấp bè bét máu văng ra ngoài. Diệp Huyên vươn tay trái ra rồi siết chặt lại, kiếm thiên chu nhuộm máu tươi xuất hiện. Hắn nhìn quả cầu đỏ tươi trước mặt, vung tay phải lên, mang theo nó cùng biến mất. Hắn vừa khuất dạng, một ông lão với chữ duy nhỏ khắc nơi ngực áo trái bất thình lình xuất hiện. Chính là cường giả của học phủ Vạn Duy. Lão ta nhìn bốn thi thể trên mặt đất rồi đưa mắt sang bên phải đàn tế, nơi có một quả cầu pha lê. Tay lão nhẹ nhàng vung lên, quả cầu hóa thành một bong bóng nước xuất hiện trước mặt lão, soi ra một chuỗi hình ảnh trong đó. Một kiếm tu thoát cái xuất hiện, bốn cái đầu rơi xuống đất. Không phải ai khác ngoài Diệp Huyên. Ông lão trầm tư một hồi rồi nói, thông báo đi, hắn đã lên đây rồi. Vâng. Một giọng nói lặng lẽ vang lên từ phía sau. Ông lão nhìn khắp bốn phía, người thật sự can đảm đấy. Nói xong, lão biến mất tại chỗ. Trong một nơi ẩn khuất nọ, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng với đôi mắt khép hờ, trước mặt hắn là một quả cầu đỏ lơ lửng. Giọng nói Liên Thiền vang lên trong đầu, vật này tên là Phá Giới Châu, bên trong chứa rất nhiều huyết khí và lệ khí, sát khí nặng nề vô cùng. Người có thể hấp thụ để tăng cường huyết mạch. Không được, người không hấp thụ được. Nàng ta bỗng sực nhớ ra huyết mạch của Diệp Huyên đã kinh khủng lắm rồi. Nếu còn hấp thu cả hạt châu này liệu hắn có còn trấn áp được không? Chắc chắn là không. Diệp Huyên cũng không dám manh động. Hạt châu này tốt thì tốt đấy nhưng huyết mạch của hắn vốn đã không nghe lời hắn rồi. Liên Thiền, đợi đến lúc mấu chốt hãy dùng. Diệp Huyên cười khổ, ta thật sự không muốn ngày ấy đến đâu. Hắn thu viên Phá Giới Châu vào. Liên Thiền nói, người phải tìm cách, bằng không phong ấn sẽ bị phá vỡ vào 2 tháng sau. Khi ấy số phận của vũ trụ tứ duy như chỉ mảnh treo chuông. Ngươi phải hiểu, lòng người tham lam, vũ trụ tứ duy hiện nay là gì trong mắt những cường giả ngũ duy này? Là một miếng thịt thơm lừng, cá lớn nuốt cá bé là quy tắc của mỗi thế giới, mà vũ trụ tứ duy hiện nay chính là con cá bé đó. Diệp Huyên im lặng. Liên Thiền, rất nhiều người không đến cướp tòa tháp của ngươi vì họ tự biết lấy mình, rằng tòa tháp này chỉ có thể là vật cho những bậc cường giả kia tranh đấu. Vì vậy mục tiêu của họ sẽ chuyển hướng sang vũ trụ tứ duy. Nói đơn giản thì chỉ có 2 từ, cướp đoạt và nô dịch. Diệp Huyên nhẹ giọng đáp, ta cứ ngỡ rằng vũ trụ ngũ duy sẽ khác tứ duy chứ. Liên Thiền, thế giới nào cũng vậy thôi. Một số nền văn minh trở nên hùng mạnh hơn không chỉ nhờ vào sức mạnh, mà còn vì bọn họ tàn nhẫn hơn người khác. Bất kỳ nơi nào cũng tuân theo quy tắc mạnh sống yếu chết cả. Ta hiểu rồi. Diệp Huyên gật đầu rồi nhìn quanh, đây chính là ngũ duy ư. Liên Thiền, không, nơi này có thể xem như biên giới giữa ngũ duy và tứ duy.
Người phải vượt qua nó mới chính thức tiến vào ngũ duy. Sao, muốn đi à? Diệp Huyên lắc đầu, không, chỉ muốn tìm hiểu đôi chút thôi. Liên Thiển, người muốn tìm hiểu về Diệp Liên chứ gì? Thấy hắn gật đầu, nàng ta tiếp lời, con bé đang ở Tu La Địa Ngục, không phải nơi mà ngươi có thể đến bây giờ. Ngay cả với thực lực của ta hiện nay. Liên Thiển, thực lực của ngươi không thấp, nhưng vẫn chưa đủ để đường hoàng bước đi giữa vũ trụ ngũ duy. Đừng bao giờ xem thường thế giới này dù chỉ một chút, số người có thể giết ngươi ở đó là không đếm xuể. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Liên Thiển, ngươi có kế hoạch gì không? Hắn khẽ đáp, giết người. Nói xong, hắn quay đầu nhìn lại nơi xa, đến rồi. Ba người, hai nam một nữ, đang vun vút đến, chẳng mấy chốc đã dừng lại cách Diệp Huyên không xa. Người đàn ông dẫn đầu cầm trường kiếm trong tay, đưa mắt nhìn xuống, lớn tiếng, nghe nói tên Diệp Huyên ở dưới là thiên tài kiếm đạo, thành tựu cao thâm, không biết là thật hay giả. Một người đàn ông khác mặc áo bào sang trọng đứng bên hắn ta cười nói, chỉ là kiếm tu đến từ thế giới cấp thấp thì có thể mạnh đến đâu cơ chứ. Người cầm kiếm lắc đầu, A Đại, chớ xem thường bất kỳ ai. A Đại chỉ cười, Trường Phong, ta đây không phải xem thường họ, mà là ta biết người ở vũ trụ tứ duy đến giờ vẫn theo đuổi thứ gọi là đạo, trong khi còn không biết nó là gì. Gã ta nhìn xuống dưới, nền văn minh của chúng lạc hậu quá nhiều so với chúng ta. Khoan nói đến ai khác, chỉ ba người chúng ta thôi cũng đủ để càn quét cả vũ trụ này rồi. Trường Phong khẽ cười, tính tình ngươi vẫn như vậy, A Đại à, ngươi thử nghĩ mà xem, nếu ngươi ở đây dễ bị bắt nạt đến vậy thì phủ chủ học phủ Vạn Duy còn phát lệnh truy nã làm gì? Ngươi giết được Diệp Huyên không chỉ có thể sử dụng tháp giới ngục cùng họ mà còn có thể tham gia học tập ở thánh địa của học phủ, lại còn được thêm một quyển võ học do chính tay tiên tri sáng lập. Người nơi này mà dễ bị ức hiếp thì đã không có điều kiện hấp dẫn này rồi. Hắn ta nhìn sang, học phủ Vạn Duy muốn mượn đao giết ngươi, nhưng vậy cũng được thôi. Cấm chế đã giải trừ, vũ trụ tứ duy đối với chúng ta chẳng khác gì một miếng thịt thơm lừng nằm trên thớt. Đúng lúc này, người phụ nữ còn lại lên tiếng, miếng thịt. Trường Phong cong môi, các ngươi nghĩ mà xem, thực lực của ba người chúng ta liệu có thể thành lập một thế lực hùng mạnh ở đây được không nhỉ? Cô gái tiếp tục, sau đó thì thế nào? Trường Phong cười, cô nói thử xem. Cướp đoạt. Trường Phong gật đầu, đã có rất nhiều người chuyển tầm ngắm sang vũ trụ tứ duy này, đáng tiếc rằng cấm chế của tiên tri quá mạnh mẽ mà không thể xuống được. Nhưng học phủ Vạn Duy đã giải trừ nó, cho phép người khác xuống đây. Đây chính là cơ hội của chúng ta, phải tranh thủ nắm bắt lấy, còn kiếm lời được đến đâu thì phải xem khả năng. A Đại cười ha hả, ý tưởng không tồi đấy Trường Phong. Nghe nói ở đây có một nơi tên là Đại Thế Giới Huyền Hoàng, cũng là căn cứ của Diệp Huyên, chúng ta cứ chọn nó đi. Ha ha ha. Trường Phong cười mỉm, vậy cùng nhau đi phát tài nào. Phát tài nào, phát tài nào. A Đại cười đến là càn rỡ. Ngay lúc ba người họ muốn xả xuống, Trường Phong bỗng nhiên quay phát lại. Nơi xa có một người đàn ông đang chậm rãi đi đến. Trên mặt là một chiếc mặt nạ che khuất dung mạo. Người này cười hỏi họ, ba vị muốn đến vũ trụ tứ duy sao? Trường Phong nhìn đối phương, các hạ là. Người kia cười, tại hạ Huyên Diệp, đến từ thư viện Vạn Duy, vừa nghe thấy huynh đài muốn đến đó làm ăn phát tài. Vừa khéo ta cũng có kế hoạch này, chi bằng chúng ta cùng nhau. Người vừa xuất hiện này còn có thể là ai khác ngoài Diệp Huyên? Thư viện Vạn Duy ư? Trường Phong quan sát người trước mặt, người đến từ võ viện hay văn viện? Diệp Huyên cười, võ viện. Trường Phong nhìn hắn, không nói gì. Diệp Huyên mỉm cười, chắc đây là lần đầu các vị đến vũ trụ tứ duy. Phải, Trường Phong gật đầu. Trước kia ta từng đến một lần, cũng khá quen thuộc nơi này. Nếu các vị bằng lòng, chúng ta có thể kết bạn cùng đi. Trường Phong không nói gì, cô gái bên cạnh hắn ta dùng huyền khí truyền âm sang. Người này có chỗ kỳ quặc. A Đại cũng thêm vào, cẩn thận. Sau một hồi im lặng, Trường Phong cười nói với Diệp Huyên, đương nhiên là được rồi, mời Huyên huynh dẫn đường cho. Diệp Huyên bật cười, ba vị theo ta. Hắn cất bước đi về phía trước. A Đại nhìn theo, dùng huyền khí nói với Trường Phong, người này e rằng lòng mang ý xấu. Trường Phong cong môi, nhưng có thể lợi dụng.
A Đại tuy do dự nhưng vẫn gật đầu, cũng phải. Không lâu sau, bốn người đã đến vũ trụ tứ duy. Trong vũ trụ, Trường Phong quay sang Diệp Huyên, Huyên huynh có biết chuyện về tên Diệp Huyên kia không? Diệp Huyên đáp, có biết một ít. Thực lực của hắn thế nào? Diệp Huyên phân vân một hồi, không tệ ở vũ trụ tứ duy này, nhưng đứng trước ba vị thì không chịu nổi một chiêu. Ồ, thế à? Trường Phong mỉm cười. Diệp Huyên lại suy nghĩ, huynh đài cũng biết văn minh của vũ trụ tứ duy kém xa ngũ duy chúng ta, kiếm tu xuất thân từ nơi này mạnh đến đâu cho được. Theo ta thấy, ba vị muốn giết hắn là việc dễ như búng tay. Trường Phong nhìn sang, tên Diệp Huyên đó thật sự yếu như ngươi nói sao? Chẳng lẽ chư vị cho rằng hắn rất mạnh? Trường Phong lắc đầu, nếu hắn yếu nhược như vậy thì học phủ vạn duy của ngươi còn cần hạ lệnh truy nã làm gì? Diệp Huyên mỉm cười, bởi vì dường như hắn có một vài cường giả tứ duy chống lưng cho. Trường Phong nhìn hắn chằm chằm, những người đó mạnh đến mức học phủ vạn duy cũng phải bất lực đứng nhìn sao? Chuyện ấy thì ta không biết. Ta chỉ là một học viên còn con thôi mà. Trường Phong không nói gì. Bỗng, A Đại lên tiếng, đích đến của chúng ta là Đại Thế Giới Huyền Hoàng đúng không? Đến lúc đó rồi sẽ biết Diệp Huyên kia mạnh yếu thế nào thôi. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, đến Đại Thế Giới Huyền Hoàng rồi, chúng ta có thể thỏa thích đánh một trận với Diệp Huyên. Trường Phong nhìn hắn, vậy Huyên huynh đến đây làm gì? Đến tranh thủ kiếm chút lợi ấy mà. Diệp Huyên cười đáp, đoạn hơi chứng lại, xem ra các hạ ôm lòng hoài nghi với ta. Đã vậy, ta đây không đồng hành cùng ba vị nữa, xin cáo từ. Thấy hắn dứt khoát rời đi. Trường Phong không nói gì, nhưng A Đại lại hô lên, Huyên huynh chậm đã. Diệp Huyên dừng bước, quay lại, thấy A Đại cười lớn, Huyên huynh à, chúng ta đến đây đều vì mục đích phát tài, mục tiêu lại cùng là Diệp Huyên, vậy thì mọi người tất nhiên có thể hợp tác với nhau rồi. Đúng chứ? Trường Phong cũng cười, ta cũng không có ý gì khác, Huyên huynh. Huynh cũng biết ra ngoài nên cẩn thận trước sau mà. A Đại cười, Huyên huynh thấy sao? Diệp Huyên hạ giọng, mục tiêu của các ngươi là tháp giới ngục kia. A Đại, thư viện của các ngươi đã hạ lệnh truy nã, ai giết được hắn không chỉ được thưởng hậu hĩnh, còn được sử dụng báu vật ngũ duy đó cùng các ngươi. Nói thật, ba người chúng ta khao khát vô cùng. Diệp Huyên nói, thật không dám giấu giếm, ta cũng đến để giết tên Diệp Huyên kia. Chỉ bằng chúng ta cùng bắt tay hợp tác. Trường Phong cười, được thôi. Diệp Huyên, chư vị, chúng ta đi giết Diệp Huyên thôi. Thấy hắn ngự không mà đi, Trường Phong khẽ nói, cẩn thận người này. Ba người kia đi theo. Trên đường, Trường Phong lên tiếng, không thể không nói, không gian tứ duy này thật là yếu ớt. Diệp Huyên cười, thế giới cấp thấp mà. Trường Phong, thư viện chỉ có một mình Huyên huynh đến thôi sao? Diệp Huyên, có người khác nữa, nhưng chúng ta không đi cùng nhau. Mục tiêu của mọi người đều là Diệp Huyên nên chúng ta phải nhanh lên, bằng không sẽ bị người khác nẫng tay trên. Trường Phong bất thình lình hỏi, viện thủ võ viện các ngươi, Trần Phong Vũ, có đến không? Diệp Huyên đang định nói thì sực nghĩ đến gì đó, sửa miệng mỉm cười, Trường Phong huynh à. Viện thủ võ viện chúng ta không phải Trần Phong Vũ đâu. Trường Phong bật cười, à đúng rồi, ta nhớ nhầm, viện thủ hiện nay là Mục Vân Tức, Trần Phong Vũ là đời trước cơ. Trường Phong huynh đúng là cẩn thận hơn người. Trường Phong ôm quyền, đành chịu thôi, ra ngoài phải đặt an toàn lên hàng đầu. Vừa nãy không có ác ý, mong Huyên huynh chớ để tâm. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. Hắn nhìn về phía xa. Vừa toan mở miệng thì thấy một người đàn ông xuất hiện. Trường Phong không khỏi nheo mắt lại, Ma Đô, Lý Vân Khởi. Diệp Huyên thầm hỏi, Liên Thiển cô nương có biết người này không? Liên Thiển, người nghĩ ta biết không? Diệp Huyên, Lý Vân Khởi kia bỗng đi đến, nhìn ba người Trường Phong rồi nhếch môi cười, thì ra là Thanh Vân Tông, thật là không khéo. Thấy nụ cười của y có phần xấu xa, Diệp Huyên nói, người này không tốt lành gì. Trường Phong gật đầu, nói với Lý Vân Khởi, người cũng đến đây vì Diệp Huyên kia. Lý Vân Khởi cười, cái đầu của hắn đáng giá như vậy, sao ta có thể bỏ qua? Gã quan sát ba người kia, xem ra các ngươi cũng không khác gì, nhưng thật đáng tiếc, các ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Trường Phong đang định mở miệng thì Diệp Huyên đã giành trước, vì sao lại không?
Lý Vân Khởi nhìn hắn, bật cười, vì các ngươi quá yếu. Ha ha ha. Những lời này khiến sắc mặt bọn Trường Phong trầm xuống. Diệp Huyên hỏi họ, Trường Phong huynh, vậy mà cũng nhịn được sao? Đối phương dùng huyền khí truyền âm cho hắn, người này không đơn giản, cảnh giới cũng hơn chúng ta một bậc, chúng ta. Diệp Huyên bỗng cả giận quát lên, hơn một bậc thì thế nào? Bốn người chúng ta chẳng lẽ lại sợ một mình gã? Đập chết gã đi. Vừa nói xong, hắn đã vọt về phía Lý Vân Khởi. Hắn không dùng kiếm mà tung ra một quyền, hơn nữa chỉ dùng ba phần sức mạnh. Lý Vân Khởi nhìn hắn bằng con mắt lạnh lùng, nắm chặt tay phải lại. Một phù văn bí ẩn bỗng xuất hiện, sau đó quả đấm của gã cũng lao đến. Sau tiếng nổ kịch liệt, Diệp Huyên lui lại. Sắc mặt Trường Phong trở nên nghiêm trọng, phù văn sức mạnh. Lý Vân Khởi nhìn phù văn trên nắm tay mình, cười nói, may mắn có được một cái. Gã nhìn sang ba người Trường Phong, sao? Các ngươi không ra tay à? Thấy Trường Phong im lặng, gãy cản rỡ cười to, nhìn sang Diệp Huyên, ngươi có gan đấy. Hôm nay ông đây tha cho ngươi một mạng. Rồi lại nói với nhóm Trường Phong, còn ba người bọn bây chỉ giặt một lũ thỏ đế. Trường Phong nheo mắt lại, Lý Vân Khởi, bọn ta không muốn trở mặt thành thù với ngươi, nhưng ngươi cũng đừng có hiếp người quá đáng. Lý Vân Khởi bật cười, ông đây cứ thích ức hiếp người thế đấy, đặc biệt là lũ hèn nhát chúng bây. Vừa dứt lời, gã đã vọt về phía cả ba. Sắc mặt Trường Phong vặn đi vì phẫn nộ, hiếp người quá đáng, giết. Hắn ta lập tức lao ra. A Đại và cô gái kia theo sát. Tuy đang chịu cảnh ba đánh một nhưng Lý Vân Khởi không hề rơi xuống hạ phong, ngược lại còn tỏ vẻ áp chế đối thủ. Một hồi sau, Trường Phong ngoái lại nói với Diệp Huyên, Huyên huynh, xin hãy ra tay. Ra tay à? Diệp Huyên trơ mặt nói, Trường Phong huynh, ban nãy ta cũng bị đánh, sao huynh không ra tay? Sắc mặt Trường Phong trở nên xấu xí, Huyên huynh cho rằng gã sẽ tha cho một mạng à? Nếu ba chúng ta tử trận. Diệp Huyên ngắt lời hắn ta chạy. Ngươi! Mặt Trường Phong xanh mét. Lý Vân Khởi bỗng cười lớn, thú vị đấy. Ha ha ha, ông đây đếch lãng phí thời gian với các ngươi nữa. Gã khép hai tay lại, một phù văn màu xanh thiên thanh bỗng hiện ra giữa chân mày, một khắc sau đã nổ tung. Trường Phong biến sắc, đây là phù văn xanh lam, rút mau. Hắn ta vừa nói xong đã xoay người chạy biến. A Đại và cô gái kia cũng làm theo, tựa như gặp phải điều gì đó đáng sợ vô cùng. Ba người chia ra làm ba hướng, vì vậy Lý Vân Khởi chỉ có thể đuổi theo một người. Gã chọn Trường Phong, chỉ trong chốc lát đã có tiếng kêu thảm truyền đến từ lòng vũ trụ. Diệp Huyên nhìn về nơi đó, biết rằng Trường Phong đã bỏ mạng bèn lắc đầu cười cười, không ngờ chưa cần đến hắn ra tay mà đã chết rồi. Bỗng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lý Vân Khởi đang trở lại. Trong tay xách theo một cái thủ cấp bê bết máu. Gã dừng lại cách Diệp Huyên không xa, nói, ngươi cũng máu lạnh phết đấy. Thấy Diệp Huyên không nói gì, gã quan sát hắn một phen, thực lực cũng miễn cưỡng tạm được. Ngươi cũng đến đây vì Diệp Huyên kia à? Phải, hắn gật đầu. Lý Vân Khởi, có hứng thú hợp tác với bọn ta không? Các ngươi, Diệp Huyên hỏi ngược lại. Lý Vân Khởi gật đầu, tên này không đơn giản. Người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Chúng ta đã tập trung một số người lại, chuẩn bị cho hắn một đòn chí mạng, có muốn gia nhập không? Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi rồi nói, có. Lý Vân Khởi nhìn Diệp Huyên, xưng hô thế nào? Hắn cười, Mạc Thu Ngôn. Cái tên này từng được hắn dùng khi giết tên học sinh võ viện kia, vẫn nên cẩn thận đổi sang thì hơn. Bởi vì ai tinh tế sẽ nhanh chóng nhận ra Huyên Diệp bằng Diệp Huyên. Rất dễ bị lộ tẩy. Hơn nữa nếu gặp phải người của học phủ Vạn Duy, bảo rằng không có ai tên Huyên Diệp này thì chẳng phải sẽ mất tự nhiên lắm sao. Như Trường Phong đã nói, bước ra ngoài thì nên lấy cẩn thận làm đầu. Lý Vân Khởi, tên Trường Phong ban nãy gọi ngươi là Huyên Huynh. Tên giả mà thôi, Diệp Huyên cười. Lý Vân Khởi gật đầu, theo ta. Gã nói xong thì xoay người bước đi. Diệp Huyên nhìn theo. Cảm thấy tên này đang phòng bị hắn. Quả nhiên ai cũng cẩn thận vô cùng. Hắn thu hồi dòng suy nghĩ rồi cất bước theo. Vào lúc này,
nhóm An Lan Tú đã được hắn gọi về đại thế giới huyền hoàng để bảo vệ nó trước sự xuất hiện của các cường giả ngũ duy. Cường giả của lưỡng giới thiên cũng vậy, nơi ấy đã không còn là chốn an toàn, nhóm người Trần Các Lão cũng biết điều ấy, vì vậy đều lựa chọn đến đại thế giới huyền hoàng. Cư dân của vũ trụ tứ duy giờ khắc này đều hiểu rằng họ phải đoàn kết lại, bằng không tất cả chỉ có con đường chết dưới tay vũ trụ ngũ duy. Trên đường đi, Lý Vân Khởi bỗng hỏi, Mạc Huynh từ nơi nào đến? Diệp Huyên chỉ cười, nếu Lý Huynh không tin thì ta rời đi vậy. Lý Vân Khởi chỉ nhìn hắn mà không nói, cũng không tiếp lời. Một hồi sau, Lý Vân Khởi dẫn hắn đến một nơi sâu trong lòng vũ trụ. Vừa đặt chân đến đây, Diệp Huyên đã cảm nhận được mấy luồng thần thức quét lên xuống khắp người hắn. Hắn đưa mắt nhìn về nơi xa, siết tay lại. Huynh! Một luồng sức mạnh hồn hậu bắn ra từ người hắn, đập vỡ những thần thức kia. Ồ! Một giọng nói vang lên từ nơi xa. Ngay sau đó, một người đàn ông xuất hiện trước mặt cả hai. Hắn ta mặc một bộ trường bào đen tuyền có thêu một con rồng vàng lóa mắt bên trên, hỏi Diệp Huyên bằng chất giọng sỗ sàng, ngươi là ngươi phương nào? Diệp Huyên, Mạc Thu Ngôn. Hắn ta nhìn qua Lý Vân Khởi, gã nói, mới quen, cũng đến vũ trụ tứ duy hưởng ké chút lời. Đối phương lãnh đạm hỏi lại, hữu dụng không? Diệp Huyên cười, thử một cái là biết ngay. Người kia nhìn hắn. Sau đó một luồng long uy hùng hậu đã ầm ầm lao đến. Long uy à! Kể từ khi được một con hoàng kim cự long hòa cùng một thể với linh hồn, đó là thứ hắn không sợ nhất trên đời. Diệp Huyên không động đậy, mặc cho long uy kia ập vào người. Ầm! Không gian quanh hắn chấn động kịch liệt trước khi nát vụn, mà bản thân hắn lại chẳng hề hấn gì. Đôi mắt người đàn ông kia nheo lại. Một tia ngạc nhiên thoáng qua đáy mắt Lý Vân Khởi. Người đàn ông hỏi Diệp Huyên, người hấp thu long uy của ta. Chẳng lẽ không được, hắn cười hì hì hỏi lại. Đối phương đang định ra tay lần nữa thì Lý Vân Khởi đã lên tiếng, Quân Vô Nhan, đừng quên mục đích thật sự của chúng ta lần này. Người tên Quân Vô Nhan chần chừ trước khi thu thế lại, liếc Diệp Huyên một cái. Lý Vân Khởi, bọn họ đâu? Quân Vô Nhan mở tay ra, để một cái ngọc tỷ màu vàng xuất hiện. Đoạn hắn ta lầm rầm mấy câu. Không gian gần đó bỗng nứt ra. Đi thôi. Hắn thu ngọc tỷ về rồi bước vào kẽ nứt đó. Lý Vân Khởi quay sang Diệp Huyên, đi. Rồi cũng nối gót. Diệp Huyên nhìn lướt qua bốn phía trước khi đi theo. Sau khi bước vào kẽ nứt, cảnh tượng thay đổi, ba người họ xuất hiện trước một tòa đại điện không biết tên. Diệp Huyên phát hiện đã có hai nữ một nam đứng chờ sẵn. Nam ước chừng 20 tuổi, tóc dài ngang vai. Lưng đeo một cây cổ cầm, tay cầm một cây địch dài màu xanh biếc. Một cô gái đang vắt chân ngồi đối diện y trên một mỏm đá nhỏ, trên hai tay là những vòng xích đen quấn chặt. Đối diện nàng ta là một cô gái mặc váy dài đang tựa lưng vào một cây trụ, hai tay ôm vào nhau như đang nghỉ ngơi. Thấy ba người mới đến, người thanh niên đeo đàn cổ chỉ nhìn Diệp Huyên rồi không nói gì. Lý Vân Khởi nhìn họ, chư vị, mục tiêu lần này của chúng ta là tiêu diệt Diệp Huyên. Có lẽ chư vị còn chưa hiểu biết về hắn, để ta khái quát một chút. Người này tuy còn trẻ nhưng kiếm đạo đã đạt đến phá cảnh ở thế giới này, cảnh giới cũng đã đến phá mệnh cảnh. Trong tay hắn có hai thanh kiếm vô cùng mạnh, một tên Thiên Chu, là thanh kiếm được mệnh danh sắc bén nhất vũ trụ tứ duy. Nếu chạm trán hắn, chư vị nhớ kỹ tuyệt đối đừng đối đầu trực tiếp với thanh kiếm này. Cô gái ngồi trên mỏm đá kia lên tiếng, mạnh đến vậy à? Lý Vân Khởi gật đầu, ta đã điều tra, biết thanh kiếm ấy cho dù ở ngũ duy cũng thuộc hàng thần khí, chư vị tốt nhất không nên khinh thường uy lực của nó, bằng không sẽ phải trả giá mà tính mạng. Người thanh niên đeo cổ cầm lên tiếng, còn kiếm chấn hồn. Lý Vân Khởi, thứ ấy nhắm vào linh hồn, có khả năng khắc chế rất mạnh. Khi giao thủ với Diệp Huyên, đừng để bị hắn phá hủy thân xác, bằng không thanh kiếm này có thể tùy ý phá hủy linh hồn các ngươi. Gã thoáng dừng lại một phen, nhưng thứ khiến Diệp Huyên mạnh đến vậy không phải hai thanh kiếm này, mà là huyết mạch của hắn. Đó là một thứ kỳ dị vô cùng, một khi thức tỉnh sẽ trở thành kẻ điên, chiến lực tăng lên ngùn ngụt không biết dừng. Huyết mạch ư? Lần này, người lên tiếng là cô gái tựa vào cây cột trụ, huyết mạch gì? Lý Vân Khởi cười, suýt nữa quên mất Thiên Mặc cô cũng có huyết mạch đặc biệt.
Cô gái Thiên Mặc nhìn gã, huyết mạch của hắn là gì? Lý Vân Khởi lắc đầu, không biết, chỉ biết nó kinh khủng vô cùng, một khi thức tỉnh thì chiến lực sẽ tăng vọt. Vì vậy nếu chúng ta ra tay, tốt nhất nên giết hắn trong một chiêu, không cho hắn có cơ hội đụng đến nó. Gã dừng lại trước khi tiếp lời, dựa vào thông tin ta có được thì đại thế giới huyền hoàng còn có một vài người khá mạnh, đều là bạn bè của Diệp Huyên này, chiến lực không thấp. Ngoài ra thì cường giả lưỡng giới thiên cũng đã đến đại thế giới huyền hoàng, vì vậy chúng ta không thể trực tiếp tấn công nơi đó được, chỉ có thể dùng kế lừa hắn ra. Quân Vô Nhan bỗng hỏi, lừa thế nào? Lý Vân Khởi cong môi, đơn giản thôi, lợi dụng muội muội hắn. Muội muội, cô gái ngồi trên mỏm đá bỗng nhỏm dậy. Hắn còn có muội muội à? Lý Vân Khởi gật đầu, người này rất quan tâm muội muội. Trước đây không lâu, đứa bé đó đột ngột biến mất, đến nay không rõ tung tích. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng điều này để dụ hắn đến đây rồi giết chết. Quân Vô Nhan hạ giọng, đừng quên hắn vẫn còn cái tháp giới ngục kia. Lý Vân Khởi gật đầu, chính xác, vì vậy khi hành động, mọi người tuyệt đối đừng nương tay, một chút cũng không. Gã nhìn tất cả những người có mặt, chư vị, người này có thể khiến Thư viện Vạn Duy nhiều lần tay không mà về, tuyệt đối không phải người bình thường. Đừng vì hắn đến từ vũ trụ tứ duy mà khinh khi, bằng không sẽ trả giá đắt. Quân Vô Nhan bỗng nói, Lý Huynh, ta biết Diệp Huyên kia không tầm thường, nhưng thật ra chúng ta cũng không cần quá để ý hắn. Văn minh võ đạo của vũ trụ tứ duy chỉ đến thế mà thôi, hắn có thể mạnh đến đâu cơ chứ? Cô gái trên mỏm đá cũng tán đồng, cẩn thận là không sai, nhưng đúng như lời Vô Nhan nói, chúng ta cũng không thiết phải quá rẻ chừng hắn. Người thanh niên đeo cổ cầm lên tiếng, cho dù thế nào đi nữa thì cũng không nên xem thường hắn. Như Lý Huynh nói, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải giết hắn trong một chiêu. Hơn nữa, chúng ta phải nhanh hơn, càng lúc càng có nhiều người xuất hiện, nếu chậm chân sẽ bị người khác giành mất. Lý Vân Khởi gật đầu, đúng vậy, ta đã nhận được tin rằng số người đến vũ trụ tứ duy càng lúc càng nhiều, đặc biệt là một vài tông môn và thế gia lớn cũng chuẩn bị đưa đệ tử và tộc nhân đến rèn luyện. Quân Vô Nhan bật cười, xem ra vũ trụ ngũ duy muốn biến tứ duy thành khu luyện tập rồi. Nhưng cũng phải, nơi đó với họ mà nói còn không phải là một khu luyện tập tuyệt hảo sao. Cô gái trên mỏm đá cũng cười, đối với chúng ta cũng vậy. Quân Vô Nhan, phải. Tên Diệp Huyên kia chính là con mồi thứ nhất của chúng ta. Hắn ta nhìn sang Lý Vân Khởi, Lý Huynh, Huynh thấy ai thích hợp lừa hắn ra. Lý Vân Khởi nhìn về người vẫn đang một mực giữ im lặng, việc này để Mạc Huynh đảm nhiệm được chứ. Thấy Diệp Huyên vẫn không nói gì, gã cười hỏi, Mạc Huynh chỉ cần dẫn hắn đến đây, còn lại giao cho chúng ta là được. Sau khi thành công, thanh kiếm trấn hồn của hắn sẽ thuộc về ngươi, thế nào? Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi rồi nói, ta muốn Thiên Chu. Lý Vân Khởi bật cười, được, dù sao chúng ta cũng không phải kiếm tu, sau khi thành công thì tặng ngươi là được. Diệp Huyên hạ giọng, ta phải làm thế nào? Lý Vân Khởi, ngươi lập tức tung tin rằng đã tìm được tung tích Diệp Liên, Diệp Huyên sẽ lập tức tìm đến ngươi. Chỉ cần hắn đến đây thì để chúng ta lo. Được. Diệp Huyên gật đầu rồi xoay người rời đi. Bỗng nhiên. Quân Vô Nhan lên tiếng, chậm đã. Diệp Huyên dừng bước, quay lại, thấy hắn ta hỏi, người sẽ không bán đứng chúng ta chứ? Diệp Huyên xòe tay ra, các hạ cho rằng ta bán đứng ngươi thì được gì? Hơn nữa ta vốn là người ngũ duy, sao có thể ra tay vì bọn kiến cỏ tứ duy? Quân Vô Nhan nhìn hắn, gật đầu, hợp tác vui vẻ. Diệp Huyên cũng đáp lại, hợp tác vui vẻ. Lý Vân Khởi, Mạc Huynh, Diệp Huyên này quỷ kế đa đoan. Tuyệt đối phải cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ cẩn thận vô cùng. Thấy Diệp Huyên rời đi, Quân Vô Nhan bỗng nói, Lý Huynh, người này tin được không? Lý Vân Khởi cười nói, hắn không có lý do gì để quy thuộc Diệp Huyên cả, dù sao hắn cũng là người ngũ duy, nếu đi đầu quân Diệp Huyên thì chẳng khác gì công khai trở thành kẻ địch của cả ngũ duy. Hơn nữa, hắn rất yếu. Hắn biết rõ dù hắn có đi đầu quân cho Diệp Huyên thì người ta cũng chưa chắn sẽ nhận hắn, bởi thế, hắn chỉ có thể tin tưởng chúng ta. Cô gái đứng trên đôn đá cách đó không xa bỗng lên tiếng, định cho hắn thanh kiếm kia thật. Lý Vân Khởi cười ha ha, hách bản cô nương, cô đoán xem.
Cô gái tên Hách Bản quay sang giơ ngón tay cái với Lý Vân Khởi, người mưu mô thật. Lý Vân Khởi lắc đầu, là do hắn tham lam. Quân Vô Nhan gật đầu, đừng hợp tác với người mạnh hơn mình quá nhiều. Nghe thế, mọi người xung quanh đều im lặng. Sự hợp tác nào cũng phải xây dựng dựa trên cơ sở thực lực mọi người ngang bằng nhau. Nếu một bên quá mạnh, một bên quá yếu, thì cái gọi là hợp tác này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt nào cho bên yếu cả. Lý Vân Khởi xòe lòng bàn tay, một bàn đá to bằng lòng bàn tay xuất hiện trong tay gã, gã đọc thầm khẩu quyết, chẳng mấy chốc, từng tia sáng trắng đột nhiên bắn ra từ bàn đá kia, cuối cùng, những tia sáng trắng đó đều luồng lách vào không gian bốn phía chung quanh. Trận pháp, Lý Vân Khởi nói, ta đã phong tỏa không gian nơi đây, Diệp Huyên kia sau khi đi vào thì sẽ không dễ dàng phá tan không gian đã được gia cố này mà bỏ chạy đâu, khi ấy, kính mong mọi người đừng nương tay chút nào. Tranh thủ một kích mất mạng. Quân Vô Nhan cũng gật đầu, Thiên Mặc, Hách Bản, và cả Cổ Thanh Huynh nữa, cả ba đều là người tài trong ngàn người, thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với Diệp Huyên, mong mọi người đừng nương tay, đừng để xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Người đàn ông đeo cổ cầm cũng chính là Cổ Thanh khẽ gật đầu, đã rõ. Thiên Mặc đang tựa vào trụ cao cũng gật đầu theo, được. Hách Bản trên đôn đá cười nói, yên tâm. Đầu tên Diệp Huyên này rất đáng giá, ta cũng không muốn bởi vì bản thân khinh địch mà để vụt mất cái đầu này đâu. Lý Vân Khởi khẽ gật đầu, vậy thì càng tốt. Nói xong, gã nhìn về phía xa xa, hy vọng không có gì ngoài ý muốn. Chấm chấm chấm. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi vùng không gian đó, hắn cũng không về lại đại thế giới huyền hoàng mà là đến lưỡng giới thiên. Bây giờ lưỡng giới thiên đã không còn ai. Nói chính xác hơn là không còn cường giả của vũ trụ tứ duy nữa, đa số cường giả nơi đây đã đến bắc cảnh ở đại thế giới huyền hoàng hết rồi. Hiện tại lưỡng giới thiên còn lại cơ bản đều là cường giả từ vũ trụ ngũ duy xuống. Diệp Huyên đến gần dưới màng phong ấn, không bao lâu sau, trong màng phong ấn kia bỗng có hai người đàn ông bay đến, hai người đều mặc áo bào đen, trong tay cầm trường thương. Sau khi hai người đáp xuống đất, nhìn quanh khắp nơi không có ai. Đang định rời đi thì đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt họ không xa. Thấy Diệp Huyên, hai người bắt đầu lộ vẻ đề phòng. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông cầm thương dẫn đầu, hai người đến để giết Diệp Huyên. Người đàn ông cầm thương nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ngươi là ai? Diệp Huyên nói, tại hạ là Mạc Thu Ngôn, cũng đến từ vũ trụ Ngũ Duy. Ngũ Duy. Người đàn ông cầm thương đánh giá Diệp Huyên một chút rồi hỏi, có việc gì? Diệp Huyên cười, không gì cả. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, người đàn ông cầm thương bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, gã nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên rồi hỏi, ngươi có ý gì? Diệp Huyên im lặng. Người đàn ông cầm thương đang định nói tiếp thì Diệp Huyên đã khẽ thở dài, các ngươi đến chậm rồi. Người đàn ông cầm thương híp hai mắt lại, là sao? Diệp Huyên nói, bảo vật ngũ duy kia đã rơi vào tay người khác rồi. Người đàn ông cầm thương khẽ nhíu mày, Diệp Huyên đã bị giết. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế, đã bị giết, các ngươi đến chậm rồi. Người đàn ông cầm thương trầm giọng nói, là ai giết hắn? Diệp Huyên nói, đám người Lý Vân Khởi, Quân Vô Nhan. Lý Vân Khởi. Người đàn ông cầm thương khẽ nhíu mày, Ma Đô, Thanh Quốc. Diệp Huyên gật đầu, bọn họ có tổng cộng 5 người đã liên thủ chém giết Diệp Huyên, bảo vật của tên đó đã rơi vào tay bọn họ. Nghe thế, người đàn ông cầm thương trầm mặc. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, có muốn liều một lần không? Người đàn ông cầm thương nhìn về phía Diệp Huyên, là sao? Diệp Huyên nói, dù bọn họ đã giết Diệp Huyên nhưng vẫn chưa rời đi mà đang nấp ở nơi nào đó, có muốn đến đánh một trận không? Người đàn ông cầm thương lắc đầu, bọn họ có 5 người, chúng ta đánh không lại. Diệp Huyên nói, tách bọn họ ra. Người đàn ông cầm thương nhìn Diệp Huyên, tách ra. Diệp Huyên gật đầu, theo ta được biết, hiện tại bọn họ chia chác không đều tay, đã có mâu thuẫn nội bộ, bởi thế mới chưa rời đi đấy. Đây là cơ hội của chúng ta. Người đàn ông cầm thương đột nhiên hỏi, sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Diệp Huyên cười đáp. Bởi vì lúc trước ta với họ cùng một hội, nhưng sau khi giết chết Diệp Huyên, họ lại muốn diệt khẩu ta. Người đàn ông cầm thương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vì sao?
Diệp Huyên nhún vai một cái, bởi vì ta yếu nhất. Người đàn ông cầm thương trầm mặc. Diệp Huyên nói, đây là một cơ hội tốt, bởi vì có thể bọn họ sẽ lập tức rời khỏi tứ duy. Một khi họ rời khỏi nơi đây, khi ấy muốn giành lại bảo vật ngũ duy này e là rất khó. Người đàn ông cầm thương nhìn tên còn lại ở cạnh, người kia nhìn Diệp Huyên, mục đích của chúng ta không phải bảo vật này. Diệp Huyên gật đầu, đã rõ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, tốc độ rất nhanh, nháy mắt đã biến mất ở phía cuối chân trời. Người đàn ông cầm thương trầm giọng nói, ca, huynh thấy thế nào? Người đàn ông nhìn Diệp Huyên ở phương xa, theo sát sau, đừng để hắn phát hiện. Nói xong, hai người đã biến mất tại chỗ. Chấm chấm chấm. Phía xa xa, Diệp Huyên đang bay trên không với tốc độ rất nhanh, hắn đang đi đến vùng không gian của đám người Lý Vân Khởi kia. Hắn vừa xuất hiện, vẻ mặt đám người Lý Vân Khởi trong bóng tối lập tức trở nên cảnh giác. Mà phía sau Diệp Huyên lại không có ai khác. Thấy thế, Lý Vân Khởi cau mày lại, gã lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, hắn không đến à? Vẻ mặt Diệp Huyên có chút hoang mang, giọng điệu cũng có chút run rẩy, hắn đến rồi. Còn lại giao cho các ngươi đấy. Nói xong, hắn xoay người bỏ chạy, tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã biến mất bóng. Thấy Diệp Huyên bỏ chạy, Lý Vân Khởi khẽ nhíu mày lại, thứ nhát gan. Nói xong, gã nhìn lướt bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng Diệp Huyên đâu. Lý Vân Khởi lạnh lùng nói, Diệp Huyên, ta biết ngươi rất am hiểu cách ẩn nấp, nếu ngươi muốn biết tung tích của muội muội mình thì tự hiện thân đi. Lúc này, không gian đối diện Lý Vân Khởi đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một người đàn ông bước ra từ đấy. Người tới chính là Diệp Huyên, nhưng lúc này đây hắn không mang mặt nạ, mà là bản thể xuất hiện. Lý Vân Khởi nhìn Diệp Huyên, trong mắt ánh lên tia kiêng kỵ, người muốn biết tung tích của muội muội mình. Diệp Huyên gật đầu. Lý Vân Khởi, giao thần vật kia ra, ta sẽ nói cho người biết. Nói xong, gã chậm rãi siết tay lại, định tùy thời ra tay. Bởi vì gã biết, Diệp Huyên chắc chắn sẽ không giao thần vật kia ra. Nhưng Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên búng tay, một cái tháp nhỏ xuất hiện trước mặt gã. Thấy cảnh này, Lý Vân Khởi đang chuẩn bị ra tay bỗng ngây ngẩn người. Đám quân vô nhan trong bóng tối cũng sững sốt. Cứ thế giao ra. Đùa gì vậy? Diệp Huyên đột nhiên hỏi, con bé ở đâu? Khóe miệng Lý Vân Khởi co quắp. Chuyện không phát triển giống theo hướng gã nghĩ thì phải. Nhưng không nghĩ nhiều, Lý Vân Khởi đã cả giận quát lên, ra tay. Nhưng xung quanh lại không có động tĩnh gì. Thấy cảnh này, sắc mặt Lý Vân Khởi trầm xuống. Bây giờ gã đã hiểu rõ. Hiện tại tháp đã ở trong tay gã, mà mục đích của mọi người là gì? Là tháp, chứ không phải giết Diệp Huyên. Nếu tháp ở trên người gã... Vậy thì đám quân vô nhan trong bóng tối có lý do gì để ra tay với Diệp Huyên? Lý Vân Khởi biết, hiện tại mục tiêu đã đổi thành gã, chứ không còn là Diệp Huyên nữa. Nhất định phải loại bỏ mâu thuẫn này. Lý Vân Khởi nhìn về phía Diệp Huyên, đang định nói chuyện, thì đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cả kinh bảo các ngươi thậm chí còn có mai phục. Nói xong, hắn xoay người bỏ chạy, tốc độ cực kỳ nhanh, nháy mắt đã biến mất ở phần cuối tinh không. Lý Vân Khởi ngây người. Vậy là chạy. Chuyện gì vậy? Diệp Huyên vừa biến mất, đám người quân vô nhan đã xuất hiện trước mặt Lý Vân Khởi, mà, Mạc Thu Ngôn, vừa bỏ chạy lúc trước cũng đã về lại. Quân vô nhan nhìn Lý Vân Khởi, gã trầm giọng nói, chư vị, chuyện này quá kỳ lạ. Lúc này, Mạc Thu Ngôn, bỗng nói, đây đúng là bảo vật ngũ duy đó, nghe nói vật này có thể mở ra thư phòng vạn vật, có thể lấy được chí bảo của tiên tri. Nghe thấy lời của Mạc Thu Ngôn, Lý Vân Khởi đột nhiên nhìn về phía hắn, ngươi có ý gì? Mạc Thu Ngôn, trầm giọng nói, Lý Huynh, bảo vật này không phải của một mình Huynh, đây là của mọi người. Đừng bảo Huynh muốn độc chiếm. Lý Vân Khởi cả giận nói, ngươi dám gây xích mích. Mạc Thu Ngôn, tỏ ra sợ hãi, lập tức lùi lại mấy trượng, không dám nói gì nữa. Lý Vân Khởi nhìn tháp giới ngục trong tay, không thể không nói. Lúc này gã như đang nằm mơ vậy, tháp này đến tay gã quá là kỳ ảo rồi. Chia! Trong đầu Lý Vân Khởi lóe lên một suy nghĩ, nhưng cũng chỉ là lóe lên mà thôi. Tháp chỉ có một, làm sao mà chia? Căn bản không thể chia được. Nghĩ đến đây,
Lý Vân Khởi nhìn về phía ba người Quân Vô Nhan rồi cười nói, mọi người, Lý Vân Khởi ta không phải là người ích kỷ, nếu tháp đã đến tay thì lẽ ra mọi người nên cùng hưởng, vì thế ta quyết định. Nói đến đây, gã đột nhiên nhìn về phía sau ba người Quân Vô Nhan, Diệp Huyên. Nghe Lý Vân Khởi nói thế, Quân Vô Nhan theo bản năng xoay người lại, nhưng phía sau lại chẳng có gì. Thấy cảnh này, Quân Vô Nhan lập tức biến sắc, hắn ta quay phắt người lại, mà lúc này Lý Vân Khởi đã biến mất ở cuối chân trời rồi. Tuy Quân Vô Nhan bị lừa, nhưng cổ thanh lưng đeo cổ cầm kia lại không, nháy mắt khi Lý Vân Khởi bỏ trốn, y đã đuổi sát theo nhưng tốc độ của Lý Vân Khởi lại có hơi nằm ngoài dự đoán của y. Chớp mắt Lý Vân Khởi đã biến mất ở nơi chân trời, bốn người Quân Vô Nhan đều điên cuồng đuổi theo. Mà khi Lý Vân Khởi vừa rời khỏi vùng không gian ấy, gã gặp phải hai người đàn ông cầm thương, thấy Lý Vân Khởi, tên cầm đầu gằn giọng nói, tháp này quả nhiên ở trong tay ngươi. Nói xong, gã đang định ra tay nhưng lại bị người đàn ông ở bên ngăn lại. Chỉ hững nhịp một chốc, Lý Vân Khởi đã biến mất lần nữa. Phía cuối chân trời, Lý Vân Khởi lập tức bóp nát một viên đá màu đen, một khắc sau, không gian trên đỉnh đầu gã bỗng chốc rung lên kịch liệt. Quân Vô Nhan đuổi theo phía sau đột nhiên nói, gã đang gọi cường giả Ma Đô, mọi người cũng gọi viện trợ đi. Chẳng mấy chốc, không gian giữa vùng tinh không này bắt đầu rung lên từng đợt. Ai cũng gọi người. Trong bóng tối, Diệp Huyên lẳng lặng nhìn phía tinh không xa xa, nơi đó có một người đang chạy trốn và một đám người đuổi theo. Thật ra với thực lực của hắn hiện tại hoàn toàn có thể chém giết Lý Vân Khởi này, phải nói là hắn có thể diệt sạch cả đám Lý Vân Khởi và Quân Vô Nhan. Nếu đánh chính diện, hắn không chắc sẽ thắng cả năm người Lý Vân Khởi. Dù sao năm người này cũng không yếu, hắn lấy một địch năm thì vô cùng khó khăn. Thế nhưng đừng quên hắn có nhất kiếm vô lượng, nếu ám sát, những người này cơ bản là không ngăn được hắn. Nhưng lần này hắn lại không dứt khoát giết người. Bởi vì hắn biết lai lịch những người này không hề đơn giản, nếu giết người trẻ hẳn sẽ có người già đến, có thể nói là sẽ vô cùng vô tận đánh mãi không hết. Giết mấy người này cơ bản là không có nghĩa lý gì. Dù sao hắn bây giờ không chỉ có mỗi bản thân, hắn phải suy tính rất nhiều chuyện, ví dụ như đại thế giới huyền hoàng. Hoặc phải nói là toàn bộ vũ trụ tứ duy. Hắn bây giờ đang dẫn theo người vũ trụ tứ duy đối đầu với vũ trụ ngũ duy. Trong tình huống này, hắn không thể chỉ biết giết chóc, hắn còn phải dùng mưu nữa. Diệp Huyên thôi suy nghĩ nhiều, sau đó biến mất. Phía cuối tinh không xa xôi, Lý Vân Khởi đang điên cuồng chạy trốn, bây giờ gã đã rồ dại rồi. Lấy được bảo vật ngũ duy. Trong lòng có một giọng nói đang hét lên với gã rằng phải từ bỏ bảo vật này, bởi vì nó sẽ mang đến tai họa sát sinh. Nhưng giọng nói đó chẳng mấy chốc đã bị dục vọng và dã tâm của gã nhấn chìm. Bảo vật ngũ duy. Bảo vật của tiên tri. Tháp này không chỉ có thể thay đổi vận mệnh của gã, mà thậm chí còn có thể thay đổi vận mệnh của cả Ma Đô. Lý Vân Khởi gã hoàn toàn có thể nhờ vào bảo vật này để trở thành người mạnh nhất Ma Đô trong mấy vạn năm qua, sau đó dẫn dắt cả Ma Đô đi đến đỉnh cao ngũ duy. Đáng để liều mạng. Lý Vân Khởi ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, chậm nhất là một khắc nữa cường giả Ma Đô sẽ chạy đến kịp, chỉ cần gã cố gắng kiên trì một khắc là được. Một khắc. Lý Vân Khởi hít sâu một hơi, gã bắt đầu điên cuồng tăng tốc, lúc này đây, tốc độ của gã đã lên đến cực hạn. Mà phía sau hắn, đám người Quân Vô Nhan cũng đang điên cuồng đuổi theo. Bọn họ biết, đây là cơ hội duy nhất. Một khi để Lý Vân Khởi mang bảo vật này về vũ trụ ngũ duy, khi đó bọn họ muốn đoạt lại là điều vô cùng khó khăn. Nghĩ đến đây, đám người Quân Vô Nhan cũng điên cuồng tăng tốc. Chẳng mấy chốc, Lý Vân Khởi càng lúc càng đến gần màng phong ấn kia. Lúc này đây, gã siết chặt hai tay lại, huyết dịch toàn thân đều đã sôi trào lên. Bởi vì gã đã nhận được tin từ cường giả Ma Đô, họ sẽ lập tức phái cường giả đến đón gã. Tất nhiên lần này Ma Đô cũng tán thành cách làm của gã. Một khi lấy được bảo vật ngũ duy này, vận mệnh của Ma Đô sẽ thay đổi. Tất nhiên sở dĩ Ma Đô dám làm như thế là bởi vì thực lực của bản thân bọn họ cũng không kém. Chẳng bao lâu sau, Lý Vân Khởi đã đi đến nơi phong ấn ở lưỡng giới thiên, thời khắc đó, tốc độ của gã đã lên đến cực hạn. Ở ngay trước mắt, bởi vì cường giả Ma Đô đã ở sau màng phong ấn đó,
gã chỉ cần xuyên qua tấm màng đó là có thể tụ hội lại với cường giả Ma Đô. Mà đúng lúc Lý Vân Khởi sắp xuyên qua màng phong ấn, một thanh trường thương đột nhiên xé không lao đến như một tia sấm, nháy mắt đã lao đến trước mặt Lý Vân Khởi. Lý Vân Khởi cả kinh ở trong lòng, nếu gã ra tay thì phải dừng lại, chỉ cần dừng lại thì đám người quân Vô Nhan phía sau sẽ lập tức đuổi đến kịp. Mà bây giờ gã không thể không dừng lại, bởi vì tốc độ của thanh thương này quá nhanh. Ngay lúc Lý Vân Khởi sắp ra tay, một luồng sức mạnh cường đại bỗng ập đến, luồng sức mạnh đó còn nhanh hơn tất cả, nó lập tức đánh thẳng vào chuôi thương kia. Trường thương lập tức bị đánh bay. Lý Vân Khởi hơi ngẩn người, có người giúp đỡ. Gã không nghĩ nhiều mà lập tức lao vào màng phong ấn kia, sau đó biến mất ở trong tinh không. Mà đám người quân Vô Nhan phía sau gã vẫn chưa từ bỏ, vẫn tiếp tục điên cuồng đuổi theo. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đều biến mất ở vùng tinh không vũ trụ tứ duy này. Phía dưới, hai người đàn ông cầm thương liếc mắt nhìn sang phải, ban nãy đúng là do bọn họ ra tay, bọn họ cũng muốn ngăn Lý Vân Khởi kia lại, nhưng đã bị người trong bóng tối cản lại. Là ai? Hai người cũng không biết. Bởi vì người ra tay không hề hiện thân. Lúc này, người đàn ông cầm thương đột nhiên nói ca, bây giờ ta nên làm gì? Người đàn ông bên cạnh gã ngẩng đầu nhìn về phía màng phong ấn, đi. Nói xong, hai người đã biến mất tại chỗ. Diệp Huyên bước ra từ phía tinh không bên phải, người ra tay ban nãy là hắn. Diệp Huyên liếc nhìn màng phong ấn kia, sau đó cũng xoay người biến mất. Sau khi lao qua phong ấn, Lý Vân Khởi đã được một ông lão áo đen xuất hiện ngay trước mặt đỡ lấy gã, lão nói với giọng run rẩy, sao rồi? Lý Vân Khởi lấy tháp giới ngục ra, sau đó đưa đến trước mặt ông lão áo bào đen, trưởng lão. Không phải là gã không nghĩ đến chuyện giấu riêng cho bản thân, chẳng qua là gã biết rõ, với thực lực của mình thì căn bản không thể giấu riêng bảo vật này được. Nếu không chắc chắn chỉ có một con đường chết. Ông lão áo bào đen liếc nhìn tháp giới ngục trong tay, có chút hưng phấn, là tháp giới ngục. Nói xong, lão nhìn về phía Lý Vân Khởi, làm tốt lắm. Mà lúc này, đám người quân Vô Nhan ở phía sau đã đuổi theo đến. Thấy ông lão áo bào đen, bọn họ lập tức sầm mặt lại. Cường giả Ma Đô, cường giả cỡ này không phải là người bọn họ có thể đối đầu. Ông lão áo bào đen liếc nhìn đám người quân Vô Nhan, cười bảo, chư vị, vật này từ nay sẽ được lão phu bảo quản, không cần phiền chư vị phải hộ tống nữa. Nói xong, lão nhìn Lý Vân Khởi, chúng ta đi. Mà đúng lúc này, mây luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên kéo đến từ phía xa xa. Thấy cảnh này, sắc mặt ông lão áo bào đen lập tức sầm lại. Chẳng mấy chốc một người đàn ông trung niên đã xuất hiện trước mặt ông lão áo bào đen, thấy rõ người đến, quân Vô Nhan vội vàng đi đến trước mặt ông ta rồi cung kinh hành lễ, Dương Thúc. Người đến chính là vương gia của Thanh Quốc quân Vô Tiện. Mà cạnh ông ta còn có một người phụ nữ mặc váy trắng, trên mặt đeo khăn lụa, sau lưng còn đeo một chiếc đàn cổ. Bên kia, Cổ Thanh cũng đi đến trước mặt người phụ nữ rồi thi lễ, Sư Thúc. Lâm Diệu Âm của Điện Thiên Âm. Ngoài hai người này ra còn có hai ông lão, theo thứ tự là Đại trưởng lão Thiên Vạn Trọng của nhà họ Thiên và Đại trưởng lão Hách Vạn Liên của nhà họ Hách. Ông lão áo bào đen bỗng cười nói, sao nào, chư vị muốn cướp đoạt trắng trợn à? Quân Vô Nhan ở bên cạnh bỗng cười gần, mà đồ người quả là mặt dày. Ông lão áo bào đen híp mắt lại, oát con, người lớn trong nhà không dạy ngươi tôn trọng tiền bối à? Quân Vô Tiện bỗng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Quân Vô Nhan trầm giọng đáp, Vương Thúc, chuyện là như vậy, năm người chúng ta cùng hẹn nhau đối phó với Diệp Huyên. Cũng nói rõ ngay từ đầu là nếu đoạt được bảo vật ngũ duy này thì sẽ hưởng chung. Nhưng sau khi có được tháp kia, Lý Vân Khởi lại muốn chiếm một mình. Chiếm một mình. Nghe thế, đám người quân Vô Tiện đều đổ dồn ánh mắt về phía ông lão áo bào đen, sắc mặt không hề tốt. Lý Vân Khởi bỗng nói, quân Vô Nhan, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có ra một phần sức nào để giành được bảo vật này không? Quân Vô Nhan hỏi ngược lại, vậy ngươi có làm gì à? Nghe thế, Lý Vân Khởi cũng sửng sốt. Gã quả thật không làm gì. Gã không ngờ rằng Diệp Huyên lại giao ra nhẹ nhàng như vậy. Quân Vô Nhan bỗng cười gằn, nếu không phải nhờ chúng ta, Diệp Huyên sẽ sợ ngươi sao? Hắn sẽ giao thần vật cho ngươi dễ dàng như vậy sao?
Lý Vân Khởi, vật ấy là của mọi người chứ không phải một mình ngươi, mà đồ muốn chiếm một mình à, nằm mơ đi. Lý Vân Khởi đang định nói chuyện thì ông lão áo bào đen bên cạnh gã bỗng cười nói, chư vị, chúng ta đừng nói đạo lý hỉ nữa. Thế gian này có vạn vật vạn bảo, có thực lực thì cứ đến lấy, phải không? Quân Vô Tiện cười khẽ, sao nào, Lý Cuồng Sinh, ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn so với tất cả chúng ta à? Lý Cuồng Sinh cười ha ha, không dám, người đời ai chẳng biết quân vương gia của Thanh Quốc nắm giữ hai phù văn màu tím. Chẳng qua. Nói đến đây, lão bỗng xòe lòng bàn tay ra, trong tay lão có một đạo phù văn màu tím, một khắc sau, không gian xung quanh lão và Lý Vân Khởi lập tức trở nên hư huyễn. Phù văn không gian. Quân Vô Tiện híp hai mắt lại, muốn đi. Ngươi mơ đẹp đấy. Vừa dứt lời, ông ta đã vọt thẳng ra ngoài. Ầm. Một sức mạnh cường đại đánh thẳng vào vùng không gian quanh Lý Vân Khởi và Lý Cuồng Sinh, cả không gian nơi ấy rung lên kịch liệt. Mà hai người Lý Cuồng Sinh ở trong đó cũng ngày càng hư huyễn, tất nhiên là sắp biến mất hoàn toàn rồi. Đúng lúc ấy, Lâm Diệu Âm của Điện Thiên Âm bỗng tung một phù văn tím khác, phù văn kia lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu hai người Lý Cuồng Sinh, thấy phù văn này, sắc mặt Lý Cuồng Sinh lập tức biến sắc, phù văn tù không gian. Vừa dứt lời, không gian quanh lão bắt đầu co lại từng tầng. Nhưng đúng lúc này, một sức mạnh thần bí đột nhiên xuất hiện trên vùng không gian ấy. Một chốc sau, Lý Cuồng Sinh và Lý Vân Khởi đã biến mất không có thấy đâu. Mọi người đều sửng sốt. Lâm Diệu Âm đột nhiên nhìn về phía bên phải, ánh mắt lạnh lẽo, là ai? Vừa nói xong, bà ta đã vung tay phải lên, vùng không gian kia ngoài trăm trượng lập tức nổ tung. Nhưng lại chẳng có ai. Thấy thế, Lâm Diệu Âm hơi cau mày lại. Quân Vô Tiện cũng lạnh lùng lia mắt nhìn vùng không gian kia. Vừa nãy ông ta cũng cảm nhận được có người ra tay, nhưng hơi thở của đối phương vừa lóe lên đã biến mất, ông ta không thể lần theo được. Sắc mặt mọi người ở đây đều vô cùng khó coi. Tháp giới ngục đã rơi vào trong tay Ma Đô. Lúc này, đại trưởng lão của nhà họ Hách bỗng nói, chư vị, thứ kia vốn nên để mọi người cùng hưởng chung, nhưng Ma Đô lại nói không giữ lời, chiếm làm của riêng, việc này không thể bỏ qua như thế được. Quân Vô Tiện bỗng nói, đến Ma Đô. Mọi người nhìn về phía Quân Vô Tiện, ông ta khẽ nói, hiện tại người biết việc này vẫn chưa nhiều, thế nhưng cùng lắm là một canh giờ sau, ai ai cũng sẽ biết bảo vật ấy đã vào tay Ma Đô. Khi ấy chúng ta muốn đến lần nữa thì đã khó như lên trời. Bây giờ đi thì còn có cơ hội. Đại trưởng lão nhà họ Hách trầm giọng nói, nhưng nếu vậy thì có nghĩa là chúng ta muốn liều mạng với chúng rồi. Quân Vô Tiện lạnh nhạt đáp, chẳng lẽ lại không thế? Cứ phải chịu thiệt như vậy. Đại trưởng lão nhà họ Hách trầm mặc một lát rồi gần giọng, không thể chịu thiệt như vậy được, đi, đi đến Ma Đô. Hôm nay nếu bọn chúng không giao đồ ra, thì chúng ta san bằng Ma Đô. Chẳng mấy chốc mọi người đã rời đi. Mục tiêu là Ma Đô. Ma Đô. Vùng không gian phía trên Ma Đô đột nhiên nứt ra, ngay sau đó Lý Cuồng Sinh và Lý Vân Khởi lao ra ngoài. Sau khi ra khỏi, Lý Cuồng Sinh đột nhiên hỏi, Diệp Huyên kia giao vật này ra dễ dàng đến thế. Lý Vân Khởi gật đầu, đúng vậy. Lý Cuồng Sinh trầm mặc chốc lát rồi cười gằn, xem ra Diệp Huyên kia cũng chỉ là một tên túng quẫn, không chỉ túng quẫn mà còn ngu xuẩn. Thần vật cỡ này mà nói giao ra là giao ngay, đúng là ngu không thể chịu được. Nói xong, lão nhìn về phía Lý Vân Khởi, đi thông báo cho Học viện Vạn Duy, nói rằng chúng ta đã chiếm được vật này. Bảo bọn họ cho người đến lấy đi. Lý Vân Khởi sửng sốt, thúc phụ, người giao vật này ra sao? Lý Cuồng Sinh gật đầu, vật này không phải thứ Ma Đô chúng ta có thể có được, chúng ta chỉ có thể giao ra, tất nhiên cũng không phải nộp lên không như thế, chúng ta phải đòi vài lợi ích từ Học viện Vạn Duy. Không những thế. Nói đến đây, lão híp hai mắt lại, lần này, chúng ta phải mượn đao Học viện Vạn Duy để chém vào vài đối thủ của mình. Nói xong, khóe miệng lão khẽ cong lên, nhưng nghĩ đến điều gì đó, lão lại nhìn xuống tháp giới ngục ở trong tay, Diệp Huyên này không phải dạng ngu bình thường đâu. Có được bảo vật cỡ này mà không biết lợi dụng, ngu. Diệp Huyên đang đứng lặng thinh cách Lý Cuồng Sinh và Lý Vân Khởi không xa. Hắn đang ẩn mình trong không gian không minh, nên hai người kia hoàn toàn không phát hiện ra hắn. Lúc nghe thấy lời Lý Cuồng Sinh, Diệp Huyên không hề vui vẻ. Cũng không cười trên sự đau khổ của người khác,
ngược lại Lý Cuồng Sinh đã cảnh tỉnh hắn. Con người, nhiều lúc sẽ cho rằng bản thân rất thông minh, cảm thấy tất cả đều đã ở trong lòng bàn tay mình, mà không biết bản thân có lẽ lại đang ở ngay trong tay người khác. Đừng cho rằng bản thân thông minh hơn người, cũng đừng nên nghĩ người ta ngu ngốc hơn mình. Diệp Huyên liếc nhìn Lý Cuồng Sinh ở cách đó không xa, sau đó lặng yên rút lui. Mà lúc này đây, Lý Vân Khởi kia lại biến mất chẳng còn thấy đâu. Đi đến thư viện Vạn Duy. Như Lý Cuồng Sinh đã nói, Ma Đô căn bản không thể nắm giữ bảo vật cỡ này. Nếu Ma Đô dám giấu riêng, tuyệt đối sẽ không sống nổi sang ngày hôm sau. Tuy Ma Đô không yếu, nhưng ở vũ trụ ngũ duy mênh mông này, Ma Đô vẫn chưa tính là đứng đầu, thế lực có thể tiêu diệt bọn họ dù không nhiều, nhưng cũng không thiếu. Bởi vậy, lúc có được món bảo vật này, Lý Cuồng Sinh cũng đã quyết định sẽ giao nó ra. Tất nhiên cũng không phải là giao ra không công, Ma Đô có thể lợi dụng thứ này để thu lại bao nhiêu lợi ích khác. Lý Cuồng Sinh nhìn lướt bốn phía, trong mắt lão ánh lên tia nghi hoặc, lúc này đây lão đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Ban nãy có người trong bóng tối đã ra tay giúp đỡ lão. Là ai giúp? Đối phương có mục đích gì? Lý Cuồng Sinh chau mày lại. Ở bên khác, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong không gian, hắn hỏi thầm trong lòng. Liên Thiển cô nương, vừa nãy ta có thấy bọn họ sử dụng loại bùa chú kia, đó là gì? Một lát sau, giọng nói của Liên Thiển vang lên, thế giới này có một loại nghề nghiệp tên là phù sư, bọn họ có thể thu thập rất nhiều sức mạnh to lớn và thần thông không gian lại, sau đó hội tụ vào trong phù văn. Người nắm giữ phù văn này thì dù có là người thường cũng có thể điều động được một sức mạnh cực lớn. Mà phù văn cũng có mạnh yếu, từ thấp đến cao theo thứ tự là màu xanh lam, màu đỏ, màu tím, màu cam và màu đen trong truyền thuyết. Đẳng cấp phù văn càng cao thì đại diện sức mạnh nó đang nắm giữ càng lớn. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nói cách khác, thứ này không được tính là sức mạnh của bản thân. Liên Thiển đáp, coi như là thế. Nhưng mà phù văn này cũng giống như kiếm thiên chu của ngươi vậy, ngươi nói xem thiên chu có tính là sức mạnh của chính ngươi không? Diệp Huyên trầm mặc. Liên Thiển lại nói, vũ trụ ngũ duy không chỉ có phù sư, còn có đan sư, cùng một vài luyện khí sư, những nghề nghiệp này đều có vị trí cực cao ở vũ trụ ngũ duy. Năm đó lúc ta còn chưa xuống dưới kia, vũ trụ ngũ duy chúng ta có phù tông, dược phương tông, luyện khí tông, thực lực của những tông môn này vô cùng mạnh, chỉ thua một vài thế lực đặc biệt thôi. Diệp Huyên hỏi, thế lực nào? Liên Thiển đáp, ví như Tu La Địa Ngục. Diệp Huyên cau mày, tại sao thế lực bên Liên Nhi lại đặc biệt? Luyện khí nói, ta cũng không giải thích rõ cho ngươi được, nói chung nơi đó không đơn giản, cho dù là học viện Vạn Duy bây giờ cũng không dám chọc vào chỗ đó đâu. Diệp Huyên trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, thế lực mạnh nhất ở vũ trụ ngũ duy là gì? Liên Thiển đáp, đã từng là học phủ Vạn Duy, bởi vì có chủ nhân tọa trấn, thế nhưng sau khi chủ nhân biến mất, năm đó có thể là ngũ duy chi chủ, nhưng bây giờ đã trôi qua lâu lắm rồi. Nơi này chắc chắn đã xảy ra một vài thay đổi, vậy nên ta cũng không biết rõ nữa. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Lúc này Liên Thiển lại nói, ngươi tuyệt đối đừng coi thường sức mạnh của những phù văn kia, nhất là phù văn đã đạt đến cấp bậc màu tím, sức mạnh ẩn chứa bên trong nó vô cùng mạnh mẽ, ngươi chưa chắc đã có thể chống lại được. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, mạnh đến thế. Liên Thiển nói, rất mạnh, ví như một phù văn màu tím đi. Sức mạnh nó ẩn chưa không hề thua kém người bây giờ, quan trọng nhất là nó chỉ tiêu hao một chút linh khí của kẻ thi triển thôi, mà nếu ngươi phải thôi thúc một lực lượng quá lớn thì sẽ tiêu hao rất nhiều. Tình huống cứ kéo dài như thế thì ngươi chắc chắn sẽ chịu thiệt. Còn nếu gặp phải loại phù văn màu cam thì sức mạnh của nó còn đáng sợ hơn nữa. Gặp phải phù văn này thì ngươi phải vô cùng cẩn thận, không được lơ là một chút nào hết. Diệp Huyên đột nhiên nói, Liên Thiển cô nương. Đạo tắc của ta nếu tính theo phù văn thì thuộc cấp bậc gì? Liên Thiển trầm mặc. Diệp Huyên hỏi, sao thế? Liên Thiển nói, suýt nữa ta đã quên cái này. Diệp Huyên có hơi khó hiểu, là sao? Liên Thiển nói, phù văn nằm trong phạm vi pháp tắc, mà đạo tắc còn cao hơn pháp tắc. Đơn giản mà nói, ví như hiện tại ngươi có đạo tắc không gian, như vậy thì tất cả phù văn loại không gian đều trở nên vô hiệu với ngươi. Hoặc nói là ngươi có thể dễ dàng áp chế lại đối phương. Mà đạo tắc đại địa thì nhắm vào tất cả phù văn thiên về đại địa chi lực và địa mạch chi lực,
cũng như thế, chỉ cần đối phương mượn sức của đại địa chi lực thì sẽ bị đạo tắc đại địa của ngươi áp chế lại. Diệp Huyên bỗng hỏi, vậy mộng thì sao? Liên Thiển đáp, thế giới này có một vài tu luyện giả thần bí, những người này chuyên tu luyện mộng cảnh chi lực, ta nhớ năm đó có một nhập mộng tông, tông môn này từng cầu xin chủ nhân truyền lại đạo tắc mộng, nhưng chủ nhân lại từ chối, bởi vì dã tâm của tông chủ nhập mộng tông năm đó rất lớn. Diệp Huyên cười nói, Liên Thiển cô nương, nói cách khác, có người ở đây thì bất kỳ phù văn loại phong ấn nào cũng vô hiệu với ta, đúng không? Liên Thiển nói, có thể nói như vậy. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, bây giờ hắn mới phát hiện những đạo tắc của mình khủng bố đến mức nào. Lúc này Liên Thiển bỗng nói, ngươi phải cẩn thận với một loại nghề nghiệp, đó là chú sư, những người này vô cùng quỷ dị, nếu gặp phải thì tuyệt đối không được khinh địch. Diệp Huyên có hơi ngạc nhiên, chú sư là gì? Liên Thiển nói, một nghề nghiệp rất tà ác, năm đó người sáng lập nghề này, cũng chính là chú nữ đã từng dùng cấm thuật thiên chú vô cùng mạnh mẽ với chủ nhân, cuối cùng phải tự rước lấy nhục, bị chủ nhân trấn áp phong ấn lại. Thế nhưng thực lực của người phụ nữ đó khi ấy vô cùng mạnh mẽ, nhất là các loại chú thuật của ả ta, thật sự vô cùng quỷ dị, bởi vì các chú thuật ấy đều lấy tiền đề là nhân quả. Một khi bị chúng quấn lấy thân, thì phải nói là xui xẻo cực kỳ. Nói chung nếu người gặp phải loại người này thì phải vô cùng cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, đã rõ. Liên Thiển lại nói, nếu có cơ hội, người có thể tìm một luyện khí sư mạnh mẽ, để người đó khắc phù văn lên thiên chu cho ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, kiếm của ta cũng cần khắc phù văn sao? Liên Thiển nói, phù văn không thể thay thế kiếm của ngươi, thế nhưng lại có tác dụng phụ trợ rất lớn. Ví như kiếm này nếu có thêm một phù văn sức mạnh màu tím thì sức mạnh của nó sẽ khủng khiếp hơn, hoặc nếu thêm một phù văn giảm thiểu tiêu hao thì khi ngươi dùng thiên chu, sẽ ít tiêu hao linh khí hơn rất nhiều lần. Diệp Huyên có hơi ngạc nhiên, như vậy cũng được. Liên Thiển nói, được chứ, ngày sau ngươi có thể thử xem. Diệp Huyên gật đầu, hắn ngẩng lên nhìn về phía cách đó không xa, bấy giờ mấy luồng hơi thở mạnh mẽ đã kéo đến từ chân trời. Đám người quân vô tiện đến rồi. Diệp Huyên hơi nhếch khóe miệng lên, trò hay bắt đầu rồi. Trên bầu trời Ma Đô, Lý Cuồng Sinh nhìn về phía chân trời, lão cười lạnh, không hề có vẻ sợ hãi. Chẳng mấy chốc, đám người quân vô tiện đã xuất hiện trước mặt Lý Cuồng Sinh, quân vô tiện nhìn Lý Cuồng Sinh, tay phải chậm rãi siết chặt lại, ông ta đang định ra tay thì đúng lúc này, Lý Cuồng Sinh cách đó không xa bỗng lên tiếng, chư vị, các ngươi thật sự muốn cá chết rách lưới. Quân vô tiện nhìn Lý Cuồng Sinh, nếu như vật ấy là do Ma Đô tự giành lấy được, Thanh Quốc ta tuyệt không xâm phạm, nhưng thứ ấy không phải chỉ có mỗi sức của nhà họ Lý các ngươi, đó là mọi người cùng nhau giành được, họ Lý các ngươi dựa vào đâu mà độc chiếm. Lý Cuồng Phong trầm giọng nói, quân vô tiện, nếu không phải Vân Khởi bày mưu tính kế, vật ấy căn bản không thể đến tay các ngươi được. Bởi vậy nó phải thuộc về nhà họ Lý ta, như một lẽ hiển nhiên. Quân vô tiện còn định nói gì đó thì đúng lúc này, Lâm Diệu Âm ở bên bỗng nói, phí lời với lão làm gì. Lão rõ ràng là muốn nuốt một mình. Vừa dứt lời, bà ta bước về trước một bước rồi làm thế quỳ một gối, cùng lúc đó, thanh đàn cổ sau lưng lập tức bay đến trước mặt, bà ta nhẹ nhàng lướt tay gãy đàn. Bù! Một tiếng đàn vang vọng, ngay sau đó, không gian trước mặt Lý Cuồng Sinh đột nhiên vỡ tan. Lý Cuồng Sinh híp hai mắt lại. Hai tay lão bỗng duỗi thẳng ra, ngay sau đó, một đôi bao tay màu vàng xuất hiện trên tay lão, lão đan hai bàn tay vào nhau rồi tiến lên trước cản lại. Rầm 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 rầm, xung quanh nổ vang từng tiếng động rung trời. Không gian quanh Lý Cuồng Sinh có một tia sáng trắng tựa như kim châm đang không ngừng vút qua vút lại, mà Lý Cuồng Sinh cũng dùng đôi tay kia để chống đỡ lại. Rầm rầm rầm, Lý Cuồng Sinh liên tục lùi về sau, một lát sau. Lão đột nhiên giẫm chân phải một cái, trên hai cánh tay bỗng xuất hiện một đạo kim quang. Không gian bốn phía rung lên kịch liệt, ngay sau đó chúng bắt đầu nứt thành hình mạng nhện, mà trên hai cánh tay Lý Cuồng Sinh đã quấn hai sợi dây đàn nhỏ như kim châm. Trên đôi bao tay màu vàng của Lý Cuồng Sinh cũng xuất hiện vô số vết nứt chằng chịt. Lý Cuồng Sinh nhìn Lâm Diệu Âm ở phía xa, khóe miệng hơi cong lên, hay cho một chiêu công kích bằng âm thanh. Quả là danh bất hư truyền. Vừa dứt lời, hai tay lão đột nhiên chập lại, đôi bao tay kia lập tức dung hợp thành một thanh trường thương vàng óng,
lão thả ngươi nhảy lên một cái, đâm ra một chiêu thương từ trên không, đầu mũi thương lấp lòe ánh sáng sắc lẻm. Lâm Diệu Âm liếc nhìn phía đỉnh đầu, hai tay bà ta bỗng đè ngược lên dây đàn, một khắc sau lại buông tay ra. Ầm. Một tiếng đàn đinh tai nhức óc vang lên giữa trường, ngay sau đó, một tia sáng trắng phóng lên trời cao, tia sáng kia lập tức nhấn chìm Lý Cuồng Sinh. Ầm ầm. Không gian bốn phía rung lên kịch liệt, hai người cũng liên tục thối lùi về sau. Sau khi Lý Cuồng Sinh dừng lại, lão nhìn trường thương trong tay, nó đã nứt ra hoàn toàn, lão lại nhẹ nhàng vung tay phải lên, một phù văn màu tím đột nhiên xuất hiện trên thanh thương của lão, chẳng mấy chốc thanh thương kia đã khôi phục lại hình dáng ban đầu với tốc độ cực kỳ nhanh. Phía xa xa, Lâm Diệu Âm đột nhiên nói, đồng loạt ra tay. Quân Vô Tiện khẽ gật đầu, ông ta đang định ra tay thì đúng lúc này, phía chân trời bỗng truyền đến một luồng hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Thấy hơi thở mạnh mẽ này, Lý Cuồng Sinh đột nhiên bắt đầu cười lớn, ha ha. Chẳng mấy chốc, một ông lão áo bào trắng đã xuất hiện trước mặt Lý Cuồng Sinh. Trước ngực người đó có một chữ Duy nho nhỏ. Cường giả của Học viện Vạn Duy. Ông lão nhìn về phía Lý Cuồng Sinh, bảo vật đâu rồi? Lý Cuồng Sinh cười nói, hóa ra là trưởng lão Lê Tiến Võ, hoan nghênh Lê trưởng lão đến Ma Đô. Lê Tiến Võ nhìn Lý Cuồng Sinh, bảo vật đâu? Lý Cuồng Sinh khẽ gật đầu, lão xòe lòng bàn tay ra, nhưng lại chẳng có gì ở trong tay cả. Lý Cuồng Sinh hơi nhíu mày lại, chẳng mấy chốc lão đã thay đổi sắc mặt. Tháp giới ngục đâu rồi? Tháp đi đâu mất rồi? Lý Cuồng Sinh vô cùng kinh hãi. Bấy giờ sắc mặt của Lý Cuồng Sinh đã trắng bệch ra, tay chân run rẩy. Tháp giới ngục không thấy đâu nữa. Lão không biết sao nó lại biến mất, lão chỉ biết rằng lúc này mình không lấy tháp giới ngục ra được thì sẽ chết không toàn thây. Không chỉ có bản thân chết không toàn thây, mà còn có thể sẽ liên lụy đến Ma Đô. Nhưng tại sao tháp giới ngục lại biến mất không thấy đâu nữa? Lý Cuồng Sinh tràn ngập nghi vấn ở trong đầu. Lúc này, Lê Tiến Võ của Thư viện Vạn Duy cau mày lại, sao thế? Lý Cuồng Sinh trầm giọng nói, tháp biến mất rồi. Biến mất? Nghe thế, mọi người xung quanh đều sửng sốt. Lê Tiến Võ cũng hơi ngẩn ra, sau đó lão híp hai mắt lại, trong đôi người lấp lòe ánh sáng lạnh sắc lẻm, người đang đùa với lão phu sao? Lý Cuồng Sinh trầm giọng nói, Lê trưởng lão, bảo vật này thật sự biến mất rồi. Làm càn. Lê Tiến Võ đột nhiên gầm lên, lão ta phất tay áo, một luồng sức mạnh cực đại bộc phát ra. Ầm. Nháy mắt Lý Cuồng Sinh đã lùi thẳng về sau. Ở một bên khác trong bóng tối, Diệp Huyên dán mắt vào Lê Tiến Võ, trong lòng có hơi khiếp sợ, thực lực của ông lão này không phải chỉ mạnh bình thường thôi đâu. Lý Cuồng Sinh ở phía xa xa đã âm ức vô cùng. Lão biết mình và Ma Đô đã bị người ta tính kế rồi. Là ai chơi khăm lão? Như nghĩ đến điều gì, lão đột nhiên quay phát sang nhìn đám người Quân Vô Nhan, là các ngươi. Là các ngươi hãm hại Ma Đô ta. Quân Vô Nhan nhìn Lý Cuồng Sinh, Lý Cuồng Sinh, ngươi diễn tiếp đi, chúng ta đứng đây xem. Lý Cuồng Sinh nhìn về phía Lê Tiến Võ, Lê trưởng lão, chuyện này chắc chắn là do bọn chúng liên hợp lại hãm hại Ma Đô ta. Kính xin Lê trưởng lão làm chứng cho. Lê Tiến Võ nhìn Lý Cuồng Sinh, người bảo đệ tử Ma Đô đến báo với ta là bảo vật đang ở trong tay ngươi, mà vừa nãy lúc ta hỏi ngươi, ngươi cũng bảo sẽ giao ra ngay. Vậy mà hiện tại lại nói với ta là có người hãm hại, ngươi cho rằng ta già rồi lẩm cẩm sao? Sắc mặt Lý Cuồng Sinh có hơi khó coi. Lê Tiến Võ híp hai mắt lại, Lý Cuồng Sinh, lão phu thấy xem ra ngươi muốn giấu riêng bảo vật của Học phủ Vạn Duy ta. Lão phu cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không giao ra đây thì hôm nay lão phu sẽ xử lý ngươi. Sắc mặt Lý Cuồng Sinh đã vô cùng khó coi, lúc này đây, lão khổ không thể nói hết được, cực kỳ oan ức. Thấy Lý Cuồng Sinh không nói lời nào, Lê Tiến Võ bỗng biến mất tại chỗ. Thấy cảnh này, trong lòng Lý Cuồng Sinh kinh hãi, lão lập tức xoay người bỏ chạy, tốc độ cực kỳ nhanh, chớp mắt đã lẩn vào trong Ma Đô. Thế nhưng chẳng mấy chốc sau đã có một luồng sức mạnh cường đại đánh lão bay ngược ra ngoài. Mọi người đều sửng sốt. Trong Ma Đô có một ông lão đi ra. Thấy người này, Lý Cuồng Sinh vừa bị đánh bay vội vàng nói, lão tổ, cứu con. Lão tổ, ông lão trước mắt này chính là nhân vật đứng đầu Ma Đô hiện tại Lý Niệm Sinh.
Lý Niệm Sinh không nhìn Lý Cuồng Sinh mà nhìn về phía Lê Tiến Võ cách đó không xa, Lê Huynh, Huynh nên biết cho dù chúng ta có 100 lá gan thì cũng không dám chiếm riêng bảo vật kia, hơn nữa nếu muốn độc chiếm thì đã không thông báo cho Huynh biết. Lê Tiến Võ nói, vậy các ngươi cho ta một lời giải thích đi. Lý Niệm Sinh gật đầu, tất nhiên rồi. Nói xong, lão ta nhìn Lý Cuồng Sinh, giải thích đi. Lý Cuồng Sinh trầm giọng nói, vừa nãy nó vẫn còn ở trong nhẫn chứa đồ của ta, nhưng khi Lê trưởng lão đến đây thì nó bỗng dưng biến đi đâu mất. Quân Vô Tiện ở bên cạnh cười gằn, bỗng dưng biến mất. Ngươi không thể bịa ra lý do nào dễ tin hơn được à? Lý Cuồng Sinh trầm giọng nói, ta cảm thấy có người muốn hãm hại Ma Đô. Lúc này Quân Vô Tiện lắc đầu, ta cảm thấy là Ma Đô ngươi nghĩ bọn ta ngu thì có. Nói xong, ông ta nhìn Lê Tiến Võ, Lê trưởng lão, chúng ta có thể làm chứng, bảo vật kia đang ở trong tay Lý Cuồng Sinh. Theo ta thấy, nhà họ Lý bọn họ muốn độc chiếm một mình, Lê trưởng lão, ta kiến nghị nên diệt trừ Ma Đô. Quân Vô Tiện. Lý Cuồng Sinh nhìn chằm chằm vào Quân Vô Tiện, người muốn diệt nhà họ Lý ta đến vậy à, sao thế, nhà họ Lý chết thì ngươi được lợi. Quân Vô Tiện cười nói, Lý Cuồng Sinh, lúc trước ngươi đã nói gì với bọn ta? Thần vật cỡ này có thực lực thì cứ đến lấy, sau đó ngươi lại bỏ chạy. Hiện tại lại gọi Lê trưởng lão của học phủ Vạn Duy đến, sau đó bảo tháp biến mất rồi. Ngươi đang sỉ nhục trí thông minh của bọn ta sao? Lý Cuồng Sinh đang định nói chuyện thì đúng lúc này, Lê Tiến Võ đột nhiên nói, nhà họ Lý, lão phu không muốn phí lời với các ngươi, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không giao bảo vật kia ra, vậy thì hôm nay Ma Đô sẽ biến mất trên cõi đời này. Lý Niệm Sinh nhìn về phía Lý Cuồng Sinh, thứ kia rốt cuộc có ở trong tay ngươi không? Lý Cuồng Sinh lắc đầu, chắc chắn là không. Nói đến đây, lão như nhớ ra điều gì rồi vội vàng nói. Lúc trước khi ta và Vân Khởi dùng phù văn không gian trốn đi, đã có người ở trong bóng tối ra tay giúp đỡ, chắc chắn là do kẻ này, đúng vậy, chắc chắn là do tên này đang dở trò. Hay! Lý Niệm Sinh lắc đầu thở dài, ngu xuẩn, thần vật cỡ này sao có thể dễ dàng rơi vào tay ngươi vậy được, dùng đầu ngón chân cũng phải hiểu được điều này có chỗ bất thường chứ. Lý Cuồng Sinh hơi cúi đầu, là con ngu xuẩn. Lý Niệm Sinh nhìn về phía Lê Tiến Võ, Lê Huynh, chuyện này có thể giảng hòa không? Lê Tiến Võ đang định đáp lời thì Lý Niệm Sinh lại nói tiếp, thật ra Lê Huynh cũng phải thấy chuyện này có chỗ kỳ lạ. Thứ nhất, sao Diệp Huyên lại giao vật này ra dễ dàng như vậy được, chuyện này đã không bình thường. Thứ hai, Văn Khởi sao có thể dễ dàng đem vật này về đây được như thế, chuyện này cũng không hề bình thường. Thứ ba, Cuồng Sinh không ngốc. Nếu nó thật sự muốn độc chiếm vật này thì đã không cho người mời Lê Huynh đến. Nói thật, sống còn của Ma Đô ta không quan trọng, quan trọng là nếu chúng ta bị người khác lợi dụng triệt tiêu lẫn nhau, vậy thì người đứng sau bóng tối sẽ đắc ý đến chết mất. Nói đến đây, lão ta quay sang ôm quyền với mọi người, chư vị, giữa chúng ta có ít nhiều ân oán, thế nhưng chuyện hôm nay thật sự có chỗ kỳ lạ, kính mong chư vị cho nhà họ Lý chúng ta một cơ hội, để chúng ta điều tra chuyện này thật rõ ràng. Tất nhiên trong lúc điều tra, nhà họ Lý sẽ không để bất cứ ai rời khỏi Ma Đô, nếu không điều tra ra được, Lão Phu và Cuồng Sinh bằng lòng lấy mạng ra chịu tội. Nghe thế, mọi người đều im lặng. Tuy ai cũng muốn Lý Cuồng Sinh chết, nhưng quả thật bọn họ không ai ngu cả, hiện tại bình tĩnh suy nghĩ lại thì đúng là chuyện có chút kỳ lạ. Thư viện Vạn Duy đánh đổi nhiều thứ như vậy còn chưa có được bảo vật ngũ Duy, mà một tiểu đệ tử của nhà họ Lý lại lấy được. Hơn nữa còn bình an đem nó trở về. Chuyện này bình thường không? Chắc chắn là không. Lẽ nào thật sự có người đang bày trò ở trong bóng tối? Lê Tiến Võ cũng trầm mặc. Lão ta biết rõ thư viện đã bỏ ra bao nhiêu cái giá vì tháp giới ngục kia, nhưng ngay cả thế cũng chưa thể lấy tháp về được. Vậy mà Lý Vân Khởi của nhà họ Lý lại dễ dàng có được như thế. Trên đường đến đây lão ta đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Lý Cuồng Sinh cách đó không xa cũng bỗng nói, đúng, chuyện này có chỗ kỳ lạ. Nói đến đây, lão như nhớ ra thứ gì, lập tức nói, không chừng là do Diệp Huyên kia gây nên, chúng ta điều tra được tâm tư người này sâu hóng không lường được, hơn nữa cũng không phải hạng người vô năng. Việc này chắc chắn có chỗ kỳ lạ, ta cảm thấy người giật dây chính là hắn, không chừng hắn còn đang ở ngay đây. Diệp Huyên đang ở ngay đây. Mọi người nhìn lướt bốn phía.
nhưng lại chẳng phát hiện ra điều gì. Đúng lúc này, Lâm Diệu Âm ở một bên bỗng nói, trước tiên đừng nói đến những chuyện này, Lý Cuồng Sinh, ngươi nói vật không có ở trên người ngươi, có dám để ta lục soát không? Lý Cuồng Sinh trầm giọng nói, được. Lâm Diệu Âm nhìn về phía Lê Tiến Võ, lão ta nhìn Lý Cuồng Sinh, ánh mắt lão ta khóa chặt lên chiếc nhẫn chứa đồ trên tay Lý Cuồng Sinh, lão ta búng tay một cái, chiếc nhẫn lập tức nổ tung, một tòa tháp nhỏ màu đen xuất hiện trước mặt mọi người. Thấy tòa tháp đen kia, tất cả mọi người đều ngây ra. Lý Cuồng Sinh kia cũng hoàn toàn hóa đá. Vẫn còn ở đây. Khuôn mặt Lý Cuồng Sinh tràn ngập vẻ khó tin, chuyện này. Thấy cái tháp nhỏ màu đen kia, sắc mặt Lê Tiến Võ lập tức trở nên dữ tợn, hay cho một Lý Cuồng Sinh, dám trêu chọc lão phu. Chết đi. Vừa dứt lời, lão ta đã bay thẳng đến. Thấy Lê Tiến Võ đột nhiên ra tay, sắc mặt Lý Cuồng Sinh lập tức biến sắc. Lão căn bản không phải là đối thủ của Lê Tiến Võ nên vội xoay người chạy về phía Lý Niệm Sinh, lão tổ, cứu con. Mà lúc này, Lý Niệm Sinh đột nhiên biến mất. Ra tay rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 77.